Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 135. Phẫn nộ. Ông ta đường đường là gia chủ thiên gia, đã ăn nói khép nép, vì đại cục mà nhún nhường như vậy rồi, thế mà người con gái này vẫn không bỏ qua. Đúng là ức hiếp người quá đáng. Con run xéo lắm cũng quằn nhé. Trên bầu trời, lệnh bài kia bỗng hóa thành hư vô, cùng lúc đó, trên bầu trời xuất hiện một ông già tóc trắng. Cùng với sự xuất hiện của ông già tóc trắng này, một luồng uy thế áp bức vô hình từ khắp đất trời đột nhiên tràn ra, trong nháy mắt, cả đất trời trực tiếp chấn động, tựa hồ như không thể chịu đựng nổi ông già này. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của Diệp Huyên dần trở nên ngưng trọng. Ông già này xem ra có chút hung hãn đây. Vãn Quân đột nhiên nhẹ giọng nói, Thiên Càn, một vị tiên tổ mạnh nhất trong lịch sử thiên gia ta. Ông ấy cũng chính là người đã đưa thiên gia ta lên đến đỉnh cao, ngay cả thiên gia ta cũng không biết rốt cuộc thực lực của ông ấy mạnh đến mức nào. Diệp Huyên nhìn về phía cánh cửa tai ách phía xa xa, vẻ mặt của cánh cửa tai ách vẫn rất bình tĩnh. Sau một lúc im lặng, Diệp Huyên bỗng kéo tay Vãn Quân, chúng ta đi. Nói xong, hắn định đưa Vãn Quân rời đi. Hắn biết rõ, ngoại trừ ba thanh kiếm ra, chẳng có ai có thể giết được cánh cửa tai ách này. Cho dù là Niệm Tỷ và Đồ cũng không làm được. Người con gái này có chút nghịch thiên. Nếu như không phải nàng ta bị kiếm khí của kiếm tu trấn áp, e là còn biến thái hơn nữa. Chuồn trước vẫn hơn. Lúc này, ông già ở phía chân trời đột nhiên lên tiếng, tiểu hữu dừng bước. Diệp Huyên dừng bước, hắn quay đầu lại nhìn về phía Thiên Càn ở phía chân trời, tiền bối có chuyện gì sao? Thiên Càn liếc nhìn cánh cửa tai ách một cái, sau đó nhìn về phía Diệp Huyên, cười nói, tiểu hữu, chuyện này do ngươi mà ra, ngươi đi như vậy, có phải là có chút không ổn không? Diệp Huyên chớp chớp mắt, tiền bối, không liên quan gì đến ta. Thiên Càn lắc đầu cười, tiểu hữu, lão già cổ hủ này đã biết rõ căn nguyên mọi chuyện. Chẳng có ý gì khác, thiên gia ta gặp phải kiếp nạn này, là do thiên gia ta ngu xuẩn, xử lý mọi chuyện không thỏa đáng. Nói đoạn, ông ta quay đầu lại nhìn về phía cánh cửa tai ách, khẽ hành lễ, cô nương, thiên gia ta đối với tai ách giới tuyệt đối không có nửa ý bất kính, mang cô nương giơ cao đánh khẽ. Nhìn thấy Thiên Càn khúm núm, vẻ mặt của Thiên Lâm đang ở phía xa kia bỗng trở nên vô cùng khó coi. Ông ta không ngốc, ông ta biết, ông ta lần này đã đụng phải tổ kiến lửa rồi. Người con gái trước mặt này không phải người mà thiên gia có thể chọc vào. Lúc này, Thiên Mẫu kia đột nhiên bước đến bên cạnh Thiên Lâm, nói nhỏ vài câu. Một lúc sau, đồng tử của Thiên Lâm đột nhiên co rút lại, ông ta ngẩng đầu trừng mắt nhìn Diệp Huyên ở phía xa, nàng ta vốn không phải là đại ca ngươi. Diệp Huyên nghiêm mặt nói, ta chưa từng nói cô ấy là đại ca ta. Thiên Lâm nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ngươi gài ta. Diệp Huyên có chút vô tội, là ngươi nói muốn cùng ta sống chết có nhau. Ta cũng đâu có ép ngươi, ngươi còn nói kẻ thù của ta chính là kẻ thù của ngươi. Nói thật, ta rất cảm động, thật đó. Thiên Lâm tức muốn xì khói. Đây mà là lời của một con người có thể thốt ra sao? Sắc mặt của Thiên Mẫu ở bên cạnh vô cùng u ám, nàng ta không phải không muốn sớm nói cho Thiên Lâm biết, mà chủ yếu là vì nàng ta cũng đã bị hành động của cánh cửa tai ách làm cho đứng hình rồi. Người con gái này ban đầu đã xúi giục bọn họ giết Diệp Huyên, thế nhưng bây giờ, người con gái này lại đột nhiên giúp hắn. Đây là hành động gì thế? Thật ra, đừng nói là Thiên Mẫu, ngay cả Diệp Huyên lúc đầu cũng có chút sững sờ, bởi vì hắn cũng không ngờ rằng cánh cửa tai ách lại đột nhiên đánh Thiên Lâm này. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, chỉ nghĩ đến một khả năng, đó chính là người con gái này không bình thường. Lúc này, Thiên Lâm kia đột nhiên trừng mắt nhìn Diệp Huyên, nếu như nàng ta không phải là đại ca của ngươi, vậy thì đại ca của ngươi là ai? Ngươi! Ở đằng xa, cánh cửa tai ách kia đột nhiên quạt đến một chưởng. Thiên Lâm kia trực tiếp bị huyết lôi đánh trúng, linh hồn lập tức tan vỡ, nhưng rất nhanh, linh hồn của Thiên Lâm lại một lần nữa ngưng tụ. Nhưng lúc này, linh hồn của ông ta vô cùng hư ảo, giống như ở thể trong suốt vậy. Đây là lần cuối cùng ngưng hồn rồi. Thiên Lâm bị đánh có hơi choáng váng. Cánh cửa tai ách nhìn chằm chằm Thiên Lâm,
sắc mặt vô cùng u ám, đại ca, đại ca. Không nhắc tới đại ca hắn thì ngươi sẽ chết sao? Diệp Huyên. Vẻ mặt Thiên Lâm vô cùng hung tợn, ả đàn bà này, ngươi rốt cuộc có ý gì? Thiên gia ta nhằm vào hắn, ngươi tới đánh bọn ta không nhắm vào hắn, ngươi lại đánh, đầu óc ngươi có phải bị gì rồi không? Ngươi. Đúng vào lúc này, Thiên Càn trên trời đột nhiên thấp giọng thở dài một tiếng, khoảnh khắc sau đó, ông ta hất tay phải một cái. Uỳnh. Thiên Lâm trực tiếp bị một luồng sức mạnh lớn mạnh chấn áp. Thiên Lâm ngẩng đầu lên nhìn về phía Thiên Càn, gằn giọng nói, ta không phục. Thiên Càn lắc đầu, đứa trẻ ngốc, ngươi còn chưa nhìn rõ tình hình sao? Nói đoạn, ông ta liếc nhìn Diệp Huyên ở phía xa xa một cái, vị cô nương này với vị tiểu hữu này là kẻ địch, nhưng, vị tiểu hữu này vẫn còn sống, hơn nữa còn sống rất ngạo mạn, ngươi đã hiểu chưa? Nghe vậy, cả người Thiên Lâm như đông cứng lại. Ông ta đương nhiên hiểu ý của Thiên Càn. Mà lúc này, ông ta cũng mới hoàn hồn. Đúng vậy. Người con gái này cùng với tên thiếu niên này là kẻ địch, mà tên thiếu niên này lại vẫn còn sống, điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là tên thiếu niên này cũng không đơn giản. Thiên gia không thể đắc tội với người con gái này, đồng thời cũng không thể đắc tội thiếu niên này. Đây là trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết mà. Nghĩ đến đây, hai mắt Thiên Lâm từ từ nhắm lại. Kỳ thật, Thiên gia ngay từ đầu không nên nhúng tay vào, đều là do pháp tắc vũ trụ đó hại mà. Thực ra, lần này ông ta tới không phải là vì vãn quân, mà là vì pháp tắc vũ trụ kia. Người trong thiên hạ đều biết nơi này có một đạo pháp tắc vũ trụ, mà hiện giờ, nơi này đã trở lại bình thường. Rất hiển nhiên, pháp tắc vũ trụ nhất định đã bị người khác lấy đi rồi. Tham lam. Thiên Lâm thấp giọng thở dài. Ông ta liếc nhìn cánh cửa tai ách phía dưới một cái, lúc này, ông ta mới biết cái gì gọi là núi cao còn có núi khác cao hơn. Thiên gia mấy năm qua đã sống quá thoải mái rồi. Cả tinh vực Minh Hà này, kẻ nào dám chống lại thiên gia chứ? Dần ra, thiên gia đã trở nên bành trướng. Ngay cả ông ta cũng trở nên vô cùng bành trướng. Cảm giác như ở mảnh tinh không này, không có người nào là thiên gia không thể tiêu diệt. Tự đại. Hoành hoang. Nghĩ đến đây, Thiên Lâm hành đại lễ trước cánh cửa tai ách, trước đó đã gây ra nhiều phiền phức, xin cô nương giơ cao đánh khẽ, tha cho ta một mạng. Hèn. Hèn nhát trước một cường giả như vậy không mất mặt. Cánh cửa tai ách nhìn Thiên Lâm, nếu xin lỗi có tác dụng, thì ta còn luyện võ làm gì? Lời vừa thốt ra, nàng ta hất tay phải một cái. Uỳnh. Linh hồn của Thiên Lâm kia trực tiếp bị một đạo huyết lôi xóa sổ. Xóa sổ hoàn toàn. Lần này là hủy diệt thần hồn thực sự. Diệp Huyên ở một bên liếc nhìn về phía cánh cửa tai ách một cái, người con gái này có cá tính nha. Thiên Càn nhìn về phía cánh cửa tai ách phía dưới, không biết cô nương đã hài lòng chưa? Cánh cửa tai ách nhìn Thiên Càn, sao vậy, nghe mấy câu này của ông có vẻ. Ông không phục sao? Thiên Càn cười nói, không dám không phục. Cánh cửa tai ách chậm rãi bước về phía Thiên Càn, ông cảm thấy ông là nhân vật lợi hại lắm sao? Thiên Càn khẽ chau mày, người con gái này bị làm sao thế này? Nóng tính thật. Xoẹt. Lúc này, xung quanh cánh cửa tai ách đột nhiên xuất hiện mười mấy đạo thần lôi màu đỏ máu. Cùng với sự xuất hiện của mười mấy đạo thần lôi màu đỏ máu này, mặt của tất cả mọi người đang có mặt đều biến sắc. Ngay cả Diệp Huyên, sắc mặt cũng trở nên vô cùng ngưng trọng. Năm đó, nhục thân thần cảnh của hắn ở trước thần lôi này dễ rách như tờ giấy vậy. Cho dù là Niệm Niệm cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại thần lôi này. Phía chân trời, Thiên Càn kia trầm giọng nói, các hạ, thiên gia ta phục rồi. Cánh cửa tai ách dừng bước, nàng ta lạnh lùng liếc nhìn Thiên Càn một cái, sau đó lại nhìn về phía Diệp Huyên. Nàng ta cứ như vậy nhìn Diệp Huyên, trong ánh mắt không hề che giấu sát khí. Sát khí này khiến người ta không khỏi rùng mình. Diệp Huyên mỉm cười, ta cũng phục rồi, cô đừng đánh ta. Thiên Càn. Cánh cửa tai ách đột nhiên bước về phía Diệp Huyên, mí mắt Diệp Huyên khẽ giật, người con gái này liệu sẽ không phát điên chứ? Hắn biết gần đây người con gái này rất tức giận.
Cánh cửa tai ách bước tới trước mặt Diệp Huyên, nàng ta cách Diệp Huyên rất gần, phía trên cánh tay của nàng ta có hai đạo huyết lôi quấn quanh. Vãn Quân ở phía sau Diệp Huyên đột nhiên bước đến bên cạnh Diệp Huyên, nàng cứ thế nhìn về phía cánh cửa tai ách, tay phải từ từ nắm chặt lại. Cánh cửa tai ách nhìn Diệp Huyên, hồi lâu sau mới cười nói, ta có một đề nghị, người có muốn nghe không? Diệp Huyên có chút tò mò, đề nghị gì? Cánh cửa tai ách nghiêm mặt nói, có phải ngươi muốn đạt tới phàm kiếm không? Diệp Huyên gật đầu. Cánh cửa tai ách nghiêm túc nói, ngươi hiện giờ rèn luyện như vậy cũng chẳng có tác dụng gì. Diệp Huyên có chút không hiểu, tại sao? Cánh cửa tai ách nói, bởi vì phía sau ngươi có đại ca, ngươi thử nghĩ xem, nếu như ngươi cứ để cho đại ca ngươi đi theo ngươi, dưới tình huống như vậy, ngươi sẽ cảm thấy mình không sợ gì cả, là bởi vì có hắn gánh vác thay ngươi. Trong tình huống như thế ngươi không thể hoàn toàn trưởng thành. Diệp Huyên suy nghĩ một chút rồi nói, cô nói cũng có lý. Cánh cửa tai ách khẽ mỉm cười, đúng vậy. Nếu như ngươi thật sự muốn đạt tới phàm kiếm, muốn trưởng thành hơn, vậy thì không thể có người chống lưng, chỗ dựa phía sau chính là gánh nặng của ngươi. Vậy nên, ngươi nên để đại ca ngươi rời đi, như vậy ngươi mới có thể trưởng thành được. Diệp Huyên do dự một chút, sau đó nói. Nếu như đại ca ta rời đi, liệu cô có đánh chết ta? Cánh cửa tai ách chớp mắt, chẳng phải ngươi muốn rèn luyện sao? Diệp Huyên cả giận nói, rèn luyện cái bà cô, mẹ kiếp, cô so với lão tử hơn được mấy cảnh giới chứ? Có tới 5 cảnh giới không? Các người ỷ lớn hiếp nhỏ, còn không cho ta gọi thêm người, cô xem lão tử là cái chảy gỗ sao? Cánh cửa tai ách nhìn chằm chằm Diệp Huyên. Diệp Huyên phẫn nộ nói, nhìn cái gì mà nhìn. Nói đoạn, hắn vỗ vào mặt mình, nào, đánh ta đi. Có bản lĩnh thì đánh chết ta đi. Hai tay cánh cửa tai ách nắm chặt, sấm chớp xung quanh điên cuồng nổi lên, một luồng uy lực áp bức vô hình khiến đất trời bắt đầu rung chuyển. Diệp Huyên đột nhiên vỗ tay một cái, uốn éo cái mông, nở nụ cười vô cùng sán lạn, đại ca ta lợi hại, muội muội ta cũng lợi hại, ta chính là cậy có đại ca ta. Cậy có muội muội ta, cô tới đánh ta nè. Cô mau tới đánh ta đi nè, ta muốn bị đánh quá đi. Cô. A. À. Cánh cửa tai ách đột nhiên gầm thét, nàng ta đột nhiên vung ra một chưởng tay. Nhưng không phải là đánh Diệp Huyên, mà là đánh về phía đường chân trời phía xa. Quỳnh. Thiên Càn kia còn chưa kịp phản ứng lại thì đã trực tiếp bị một đạo huyết lôi đánh trúng, trên bầu trời. Linh hồn của Thiên Càn sắp biến mất kia có chút ngỡ ngàng, hắn không biết xấu hổ thì liên quan gì đến ta. Mọi người, huyết lôi chớp động cả bầu trời, uy lực kinh người. Cánh cửa tai ách cứ thế nhìn chằm chằm Diệp Huyên, trong ánh mắt nàng ta lóe lên tia chớp. Sát ý. Một tia sát ý vô hình bao trùm xung quanh, mà mục tiêu của luồng sát ý này chính là Diệp Huyên. Sắc mặt của Vãn Quân đang ở bên cạnh Diệp Huyên vô cùng ngưng trọng. Từ trước đến giờ nàng chưa bao giờ cảm nhận được một luồng sát khí nào lớn mạnh như vậy. Nàng có chút khó hiểu, cánh cửa tai ách này rõ ràng là muốn giết Diệp Huyên, thế nhưng lại không động thủ. Đây là vì sao chứ? Bởi vì theo tình hình trước mắt, cho dù một kiếm kia của Diệp Huyên nhập phàm thì hắn vẫn không phải là đối thủ của cánh cửa tai ách này. Lúc này, nàng nghĩ đến vị đại ca kia của Diệp Huyên. Vị đại ca đó mạnh đến mức nào chứ? Lại có thể khiến người con gái này kiêng dè như vậy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trong lòng Vãn Quân đầy sự hiếu kỳ. Lúc này, cánh cửa tai ách đột nhiên chỉ vào Diệp Huyên, tiện nhân, ngươi cứ đợi đó. Nói xong, nàng ta trực tiếp quay trở lại bên trong tháp giới ngục. Cùng với sự biến mất của cánh cửa tai ách, đám huyết lôi giữa đất trời kia trong chốc lát cũng biến mất không dấu vết theo. Nàng ta cuối cùng vẫn không lựa chọn ra tay, nói chính xác hơn là không dám. Kiếm tu kia để Diệp Huyên ra ngoài rèn luyện, nhưng không có nghĩa là hắn ta sẽ thực sự để Diệp Huyên bị giết, nhất là với nàng ta, nếu nàng ta dám động thủ, kiếm tu nhất định sẽ ra tay. Bởi vì thực lực của nàng ta mạnh hơn Diệp Huyên rất nhiều. Kiếm tu sẽ không để nàng ta ra tay với Diệp Huyên. Sau khi cánh cửa tai ách biến mất, nụ cười trên gương mặt Diệp Huyên cũng tắt. Đương nhiên,
Vừa rồi hắn làm như vậy là vì cố ý chọc tức cánh cửa tai ách kia, thế nhưng, hắn biết rất rõ thực lực hiện giờ của bản thân không thể chống chọi lại với cánh cửa tai ách này. Điều quan trọng nhất là cô gái mặc áo giáp trắng trước đó đã từng nói, cánh cửa tai ách này không phải pháp tắc tai ách, pháp tắc tai ách kia còn mạnh hơn cánh cửa tai ách này. Hơn nữa, nghe ẩn ý của cô gái mặc áo giáp trắng, thứ mà bản thân đối nghịch dường như không chỉ là pháp tắc tai ách, mà còn là pháp tắc nhân quả, pháp tắc thời gian, pháp tắc sinh mệnh. Nói cách khác, có tổng cộng 9 pháp tắc vũ trụ, bản thân đã đắc tội ít nhất một nửa trong số đó. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên lắc đầu thở dài, ta khổ quá mà. Lúc này, không gian phía xa đột nhiên tách ra, ngay sau đó, một người con gái đột nhiên bước ra. Người con gái mặc một chiếc váy dài màu trắng, trên tay cầm một quyển sách cổ. Nhìn thấy người con gái này, Thánh Quân cùng Thiên Mẫu đang ở cách đó không xa liền vội hành lễ, Thiên Sư. Thiên Sư. Địa vị ở Thiên Gia chỉ đứng sau gia chủ của Thiên Gia. Hiện giờ Thiên Chủ đã tạ thế, Thiên Gia đương nhiên là do Thiên Sư này làm chủ rồi. Thiên Sư khẽ gật đầu, sau đó nàng ta nhìn về phía Vãn Quân đằng xa, vẻ mặt phức tạp, mấy năm qua, vất vả cho muội rồi. Vãn Quân trầm mặc. Nàng không hận Thiên Sư, năm đó nếu như không có Thiên Sư ra sức bảo vệ, nàng vốn không sống sót. Thiên Sư xòe lòng bàn tay, đằng xa, một đạo hắc ấn đột nhiên bay vào trong tay nàng ta khẽ chỉ một điểm, hắc ấn đó bay tới trước mặt Vãn Quân, từ giờ trở đi, muội chính là gia chủ của Thiên Gia ta. Nghe vậy, mặt của Thiên Mẫu và Thánh Quân ở phía xa đột nhiên biến sắc. Phải biết rằng, Vãn Quân vô cùng căm thù Thiên Gia, một khi nàng trở thành gia chủ, nếu xảy ra một cuộc thanh trừng. Thiên Sư liếc nhìn hai người Thánh Quân và Thiên Mẫu một cái, người của Thiên Gia đều sẽ ổn thôi. Thánh Quân do dự một chút, rồi nói, Thiên Sư. Chuyện này có cần thông báo cho các trưởng lão không? Mặt Thiên Sư không cảm xúc, bọn họ đều đã đồng ý rồi. Nghe vậy, Thánh Quân không nói thêm gì nữa. Thiên Sư và các trưởng lão kia đều đã đồng ý, chuyện này về cơ bản đã như ván đã đóng thuyền, không thể thay đổi. Thiên Sư bước đến trước mặt Vãn Quân, nhưng Vãn Quân không nhận lấy hắc ấn kia. Thiên Sư nhìn Vãn Quân, muốn thay phụ thân muội tẩy sạch oan khuất, muội bắt buộc phải làm gia chủ. Vãn Quân lắc đầu, tẩy sạch oan khuất thì có ích gì chứ? Bọn họ đều đã chết rồi. Thiên Sư lắc đầu, không thể nghĩ như vậy. Muội hiện giờ, có thể thay đổi Thiên Gia. Vãn Quân nhìn về phía Thiên Sư khẽ nói, mấy năm qua, con đường của Thiên Gia càng đi càng hẹp, cần phải đổi mới. Vãn Quân nhìn Thiên Sư, tại sao tỷ không làm Thiên Chủ của Thiên Gia? Thiên Sư lắc đầu mỉm cười, ta không phù hợp, nhưng muội phù hợp. Vãn Quân khẽ nhíu mày, tại sao? Thiên Sư nhìn Vãn Quân, bởi vì vị trí đó vốn là của muội. Nghe vậy, hai tay Vãn Quân từ từ siết chặt tay lại. Vốn dĩ chính là của nàng. Lúc trước, phụ thân nàng là Thiên Chủ của Thiên Gia, nàng là thiếu chủ của Thiên Gia, nhưng sau đó xảy ra biến cố, vị trí Thiên Chủ Thiên Gia bị Thiên Lâm cướp đi. Thiên Sư lại nói, muội nên lấy lại những gì vốn dĩ thuộc về phụ thân muội và muội. Sau khi trầm mặc một lúc, Vãn Quân đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Diệp Huyên, ngươi thấy sao? Diệp Huyên có chút sững sờ, hắn không ngờ Vãn Quân sẽ đột nhiên hỏi hắn. Diệp Huyên suy nghĩ một chút, sau đó nói, đây là chuyện nội bộ của Thiên Gia các cô. Vãn Quân nhìn Diệp Huyên, ta muốn nghe ý kiến của ngươi. Sau nghĩ suy nghĩ một chút, Diệp Huyên nói, ý kiến của ta là không làm. Vãn Quân sững người, sau đó mỉm cười, tại sao? Diệp Huyên liếc nhìn Thiên Sư, nhẹ giọng nói. Năm đó phụ thân cô xảy ra chuyện, Thiên Gia đối xử với cả nhà cô như thế nào? Nói thật, một gia tộc máu lạnh như vậy, ta thấy chẳng có gì đáng để lưu luyến cả. Và lại, vị cô nương này lại bảo cô quay về làm gia chủ, e là mục đích cũng chẳng đơn giản như thế. Lúc nói Diệp Huyên không ngừng nhìn chằm chằm Thiên Sư. Thiên Sư nhìn Diệp Huyên, Diệp công tử, Thiên Gia là nhà của muội ấy. Diệp Huyên cười nói, là nhà của nàng ấy. Thế thì tại sao năm đó lại trơ mắt đứng nhìn cả nhà nàng ấy bị diệt,
Ta biết, cô định nói là vì đại cục, mà đối với một gia tộc như của các cô mà nói, đại cục có nghĩa là có thể hy sinh bất cứ ai. Đúng chứ? Thiên sư trầm mặc. Diệp Huyên lại nói, nếu ta mà là vãn quân cô nương, thì ta đã diệt sạch cả thiên gia rồi. Thiên sư hơi nhíu mày, Diệp công tử, cậu. Diệp Huyên cười nói, nhưng ta có thể nhìn ra, vãn quân cô nương đối với thiên gia chẳng có thù hận nhiều như vậy. Bởi vì kẻ đầu sỏ đã chết rồi. Nói đến đây, hắn nhìn về phía vãn quân, với tư cách là một người bạn, ý kiến của ta chính là đừng quay về. Đương nhiên, vẫn tùy thuộc vào bản thân cô, ta tôn trọng và ủng hộ quyết định của cô. Vãn quân cười ngọt ngào, vậy thì ta sẽ không quay về nữa. Diệp Huyên gật đầu, được, vậy tiếp theo đây cô có dự định gì? Sau một lúc im lặng, vãn quân nói, ta có thể đi theo ngươi không? Chấm. Diệp Huyên sững sờ. Vãn quân khẽ mỉm cười, đùa thôi, ta muốn đi kiếm Huyên một chuyến, bởi vì năm đó phụ thân ta đã tạ thế ở đó, ta muốn đến nơi đó xem thử. Kiếm Huyên. Diệp Huyên nói trong vô thức, có cần ta cùng đi với cô không? Vãn quân lập tức đáp, cần. Diệp Huyên. Vãn quân cười nói, nhìn biểu cảm của ngươi, hình như ngươi không nguyện ý cho lắm. Diệp Huyên lắc đầu, không phải ta không nguyện ý, mà là trực giác của ta mách bảo, nếu ta đi cùng với cô, có thể sẽ xảy ra chuyện chẳng lành. Vãn quân hỏi, nguyên nhân tai ách. Diệp Huyên gật đầu, phải. Vãn quân cười nói, ta không sợ. Diệp Huyên lắc đầu mỉm cười, vãn quân, cô biết không? Nếu không phải đại ca ta, bất kỳ ai đi theo ta cũng đều sẽ gặp kiếp nạn. Hắn đương nhiên không quên kiếp nạn kinh hoàng đó. Ngay cả Niệm Niệm và Đồ cũng bất lực trước kiếp nạn. Vãn quân đối mặt với Diệp Huyên, ta đã nói rồi. Sau khi ngươi cứu ta, bất kỳ nhân quả nào của ngươi, chúng ta đều sẽ cùng nhau gánh vác. Diệp Huyên do dự một chút, đang định nói thì vãn quân đột nhiên nói, ta không sợ, ngươi sợ cái gì? Hay là, ngươi cho rằng ta đang quấn lấy ngươi? Diệp Huyên liền vội lắc đầu, đương nhiên không phải, ta... Vãn quân nói, thế thì đi kiếm Huyên thôi. Nói đoạn, nàng kéo Diệp Huyên xoay người rời đi, sau khi Diệp Huyên và vãn quân rời đi, thiên sư kia đột nhiên lắc đầu, nhẹ giọng nói, bất luận thế nào, muội buộc phải làm gia chủ. Thiên mẫu nhìn về phía thiên sư, người khăng khăng chọn vãn quân, là bởi vì thiếu niên kia sao? Thiên sư gật đầu. Thiên mẫu có chút không hiểu, tại sao? Hắn chính là người của ách thể. Thiên sư nhìn về phía chân trời xa xăm, nhẹ giọng nói, người của ách thể lại có thể sống sót đến hiện giờ. Hơn nữa lại còn sống thoải mái như vậy. Điều này có nghĩa gì? Có nghĩa là người đứng sau hắn có thể đối nghịch với pháp tắc vũ trụ. Nếu như thiên gia ta có thể dựa hơi hắn, thiên gia ta sẽ lại tiến lên một tầng cao mới, thậm chí là vượt ra khỏi cái Minh Hà tinh vực này. Nói đoạn, nàng ta quay đầu lại nhìn về phía thiên mẫu, thiên chủ tạ thế. Chuyện này chắc chắn sẽ gây ra chấn động không nhỏ, đám thế lực năm xưa bị thiên gia ta trấn áp sợ rằng sẽ làm loạn, đặc biệt phải cẩn thận Thánh Tông. Hai người các ngươi trở về trấn thủ thiên gia, đồng thời triệu hồi toàn bộ cường giả đang ở bên ngoài thiên gia ta về. Thánh quân trầm giọng nói, thiên sư, vãn quân hiện giờ rất chống đối thiên gia ta, nếu để cô ta làm gia chủ, sợ rằng. Thiên sư nói, chuyện này, ta sẽ đi lo liệu. Thánh quân liếc nhìn thiên sư một cái, được, vậy ta cùng thiên mẫu trở về gia tộc. Nói xong, gã cùng thiên mẫu trực tiếp biến mất. Thiên sư cũng xoay người biến mất tại chân trời xa xăm. Ngay sau khi thiên sư biến mất chưa được bao lâu, một người con gái đã xuất hiện ở nơi đó. Chính là cô gái mặc áo giáp trắng lúc trước. Cô gái mặc áo giáp trắng nhìn về phía xa xăm, sắc mặt u ám. Nàng ta không ngờ sẽ gặp phải cánh cửa tai ách, ở nơi này gặp phải cánh cửa tai ách, đó chẳng phải chuyện tốt lành gì. Một lúc sau, cô gái mặc áo giáp trắng khẽ nói, đáng chết. Nói xong, nàng ta lập tức biến mất. Chấm chấm chấm. Trong tinh không, Diệp Huyên ngự kiếm mà đi, còn Vãn Quân thì đang ở bên cạnh hắn. Vãn Quân khẽ nói, kiếm Huyên này là một trong hai đại cấm địa của Minh Hà tinh vực bọn ta. Mức độ nguy hiểm của nó chỉ đứng sau cấm địa loài người.
Diệp Huyên hỏi, tại sao nơi đó lại trở thành cấm địa? Vãn Quân đáp, tương truyền, có một vị kiếm tu đã xuất kiếm ở bên đó, nhát kiếm đó đã trực tiếp khiến một thế giới rộng lớn ở bên đó biến thành một vực thẳm, cũng chính là Kiếm Huyên. Sở dĩ nói nơi đó nguy hiểm là bởi vì bên đó có một luồng ý thức kiếm đạo tàn bạo cực kỳ khủng bố, càng đi vào sâu, ý chí kiếm đạo đó càng mạnh. Kiếm tu. Diệp Huyên bỗng có hứng thú, liền vội hỏi, rất mạnh sao? Vãn Quân gật đầu, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, vô cùng mạnh. Cường giả bình thường vốn không thể lại gần Kiếm Huyên. Nói đến đây, nàng ngừng lại một chút, rồi lại nói, thực ra, nghiêm túc mà nói. Nơi đó còn nguy hiểm hơn vùng cấm địa này, chỉ là, nơi đó có thể lựa chọn, bởi lúc ngươi không thể tiếp tục tiến vào sâu hơn thì vẫn có thể rút lui, còn vùng cấm nhân loại này một khi tiến vào, về cơ bản là không thể nào thoát ra được. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, nếu đã nguy hiểm như vậy, vậy tại sao lại có nhiều người đi như vậy? Vãn Quân trầm giọng nói, bởi vì bên đó đã từng xuất hiện một vị linh tổ, mà nghe đồn, vị linh tổ đó đã chôn một chiếc hộp ở bên đó. Chiếc hộp. Diệp Huyên sững sờ, ngay sau đó, hắn trực tiếp nhảy dựng lên, linh tổ. Chiếc hộp, có phải là cái tên nhóc màu trắng kia không? Vãn Quân đối mặt với Diệp Huyên, có chút kinh ngạc, nghe nói cả người linh tổ đó trắng như tuyết. Ngươi quen sao? Diệp Huyên có chút sững sờ. Quen. Hắn đương nhiên quen rồi. Dường như nghĩ đến điều gì đó, hắn đột nhiên nói, kiếm tu. Người xuất kiếm, không phải là người đàn ông mặc thanh sam chứ, nhưng không đúng, người đàn ông mặc thanh sam đó tính tình ôn hòa, ý chí kiếm đạo của hắn sao có thể tàn bạo được chứ? Lúc này, tháp nhỏ đột nhiên rụt rè nói, tiểu chủ. Tính tình ôn hòa, lời này đúng là có chút không phù hợp với chủ nhân. Nên đổi câu khác đi. Diệp Huyên, tính tình ôn hòa. Tiểu tháp không biết phải nói gì hơn. Đến tận bây giờ nó vẫn không quên được dáng vẻ toàn thân đều là máu của chủ nhân. Chủ nhân khi đó, ngoài tiểu bạch ra thì ai cũng chặt. Ngay cả nó cũng chặt. Một câu thôi, chủ nhân nổi điên, mất hết tính người. Nghe thấy lời của tiểu tháp, Diệp Huyên hơi nghi ngờ, ta cảm thấy tính tình chủ nhân nhà ngươi rất tốt. Tiểu tháp. Diệp Huyên lại hỏi, chẳng lẽ không phải sao? Tiểu tháp im lặng một lát. Sau đó lên tiếng, đối với người mình rất tốt, tính tình sau này còn tạm được. Lúc trước tính tình y thật sự rất táo bạo, khi ta đi theo chủ nhân khi đó quả thật chính là một tên biến thái. Một lời không hợp, ta lập tức giết ngươi. Mẹ nó cái kiểu người đó, cơ bản là y đi đến thế giới nào, thế giới đó sẽ bị hủy diệt, quả thật chính là một tên sát tinh. Hơn nữa, y còn giỏi gây tai họa hơn tiểu chủ ngươi là phiền phức tìm đến ngươi. Còn chủ nhân thì rất nhiều phiền phức đều là tự y gây ra. Nói đến đây, nó chợt dừng lại, sau đó lại nói, thật ra, tiểu chủ ngươi rất hạnh phúc. Hạnh phúc? Diệp Huyên hơi không hiểu, tiểu tháp, ngươi nói ta hạnh phúc. Tiểu tháp nói, so với chủ nhân trước, ngươi thật sự rất hạnh phúc. Chủ nhân trước thật sự rất thê thảm. Năm đó y là đao thật thương thật chém giết ra thành tựu và danh tiếng, phía sau y là trăm vạn xác chết. Vì sao huyết mạch của y có thể đột phá? Bởi vì y thật sự rất điên khùng, hơn nữa, rất nhiều người mà chủ nhân trước quan tâm đều đã chết. Ví dụ như ông cụ Mộ, mẫu thân của chủ nhân, phụ thân của chủ nhân, đặc biệt là trận chiến cuối cùng năm đó, trận chiến đó, A Tú tỷ tỷ và Kỳ tỷ Thiên tỷ tỷ chết trận, cả hai Thiên Mệnh tỷ tỷ cũng chết trận, Nhị Nha và Tiểu Bạch cũng suýt nữa bị cô gái khủng bố kia giết chết. Cô gái kia. Nói đến đây. Dường như tiểu tháp nghĩ đến cái gì, vậy mà giọng nói lại trở nên run rẩy. Diệp Huyên trầm giọng nói, ngươi là đang nói đến Thanh Nhi sao? Tiểu tháp vội vàng nói, đúng vậy, chính là nàng ta. Nàng ta tên là Thiên Mệnh mạnh nhất, trận chiến năm đó, nếu không phải kiếm tu kia giúp đỡ, tất cả mọi người đều phải chết rồi. Mà cho dù có kiếm tu kia giúp đỡ, lúc ấy chủ nhân vẫn không thể giết chết cô gái kia thật khủng khiếp. Diệp Huyên. Vãn Quân ở bên cạnh hơi tò mò. Chủ nhân của tiểu tháp là ai? Còn nữa, cô gái kia trong lời của tiểu tháp lại là ai? Lúc này, tiểu tháp lại nói, mặc dù tính tình chủ nhân không tốt,
nhưng chỉ cần không trêu chọc y sẽ không chủ động đi ức hiếp người khác. Mà cô gái kia, nàng ta đã không phải là vấn đề tính tình tốt hay không tốt nữa rồi, ta cảm thấy nàng ta nhìn ai cũng khó chịu. Diệp Huyên trầm giọng nói, Tiểu Tháp, ta cảm thấy tính tình Thanh Nhi rất tốt. Tiểu Tháp đột nhiên nhảy dựng lên, Tiểu Chủ, người đừng nói giỡn nữa. Tính tình nàng ta tốt, ông trời của tôi ơi. Diệp Huyên. Bên cạnh, Vãn Quân bỗng nhiên nói ra, Tiểu Tháp, Tiểu Chủ ngươi có ách thể. Ngươi sở hữu ách thể, suốt đời tai nạn quấn thân. Tiểu Tháp tức giận nói, ách thể là cái thá gì? Một kiếm của chủ nhân là có thể chém bay nguyên nhân tai ách. Ha ha! Trong tháp giới ngục, cánh cửa tai ách đột nhiên cười lạnh. Tiểu Tháp đột nhiên chạy vào trong tầng thứ 9, Tiểu Ách, có phải ngươi không phục hay không? Cánh cửa tai ách tức giận nói, ngươi cút ngay cho ta, bà đây không muốn nói chuyện với ngươi. Nếu như không phải kiếm tu kia phong ấn năng lực của mình, nàng ta đã sớm đập nát cái tháp sởm này rồi. So với Diệp Huyên, nàng ta nhìn cái tháp sởm này còn khó chịu hơn. Diệp Huyên là bỉ ổi, còn cái tháp sởm này là phiền toái, vô cùng phiền toái. Tiểu Tháp không cút, mà nói tiếp, Tiểu Ách, chú ý tố chất. Cánh cửa tai ách nhìn chằm chằm Tiểu Tháp, ngươi bàn về tố chất với ta. Ngươi là muốn ta cười đến chết. Sau đó kế thừa cánh cửa của ta. Diệp Huyên. Tiểu Tháp nói, Tiểu Ách, ta có mắng ngươi đâu nhỉ? Cánh cửa tai ách mặt không cảm xúc, ngươi có thể cút đi cho ta hay không? Tiểu Tháp nhảy lên phía trước, ta không cút đấy. Ngươi đánh ta đi. Cánh cửa tai ách nhìn Tiểu Tháp chằm chằm, nàng ta không ra tay, bởi vì trạng thái hiện giờ của nàng ta không làm gì được cái tháp sởm này. Thật ra, Tiểu Tháp này khủng bố hơn bất kỳ cao thủ nào bên ngoài. Nàng ta có thể lập tức giết chết một vĩnh hằng cảnh, nhưng không làm gì được Tiểu Tháp này quá cứng rồi. Chỉ có trạng thái bình thường của nàng ta mới có thể đập nát Tiểu Tháp này. Diệp Huyên bỗng nhiên nói ra, Tiểu Ách cô nương, ta có thể hỏi cô một câu được không? Cánh cửa tai ách ngẩng đầu nhìn, ngươi cũng cút đi. Ngươi và cái tháp sởm này đều vô cùng bỉ ổi. Ta không muốn nói chuyện với các ngươi. Diệp Huyên. Bên cạnh, Vãn Quân lắc đầu cười một tiếng, sau đó nói, Tiểu Ách cô nương, vì sao các cô nhất định muốn giết hắn vậy? Chỉ bởi vì hắn là ách thể. Diệp Huyên thoáng nhìn Vãn Quân, câu Vãn Quân hỏi đúng là câu hắn muốn hỏi, vậy mà em gái này biết suy nghĩ của mình, chẳng lẽ có ý với mình? Trong tháp giới ngục, cánh cửa tai ách lạnh nhạt nói, chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Vãn Quân cau mày lại, vậy các ngươi cũng ngang ngược quá rồi. Cánh cửa tại ách ngẩng đầu nhìn, cười lạnh lùng, ngang ngược. Ngươi kể chuyện cười à, ngươi có biết vì sao hắn lại là ách thể hay không? Vãn Quân lắc đầu, không biết giọng điệu của cánh cửa tai ách lạnh lùng, ba nguyên nhân, thứ nhất là bản thân hắn, thứ hai là phụ thân của hắn, thứ ba là muội muội của hắn. Diệp Huyên hơi không hiểu, có ý gì? Sắc mặt cánh cửa tai ách không biểu cảm, có ý gì? Năm đó phụ thân ngươi và muội muội ngươi tạo nghiệt sâu bao nhiêu, ngươi biết không? Đặc biệt vì cứu một số người mà hai người bọn họ cưỡng ép đi trái ý trời, xáo trộn trật tự pháp tắc vũ trụ, khiến trật tự pháp tắc vũ trụ xuất hiện vết nứt, ngươi biết hậu quả của chuyện đó nghiêm trọng đến mức nào hay không? Diệp Huyên nhíu mày, chuyện là bọn họ làm, các ngươi đi tìm bọn họ là được. Tại sao đến ức hiếp ta? Sẽ không thật sự là sợ mạnh hiếp yếu đấy chứ. Cánh cửa tai ách tức giận nói, ngươi cảm thấy ngươi rất oan. Diệp Huyên cũng tức giận nói, đương nhiên ông đây oan rồi. Vác cái nồi lớn như vậy, ta không oan ai oan. Cánh cửa tai ách đột nhiên lên giọng, ngươi oan cái lông á. Đều do chính ngươi làm, ngươi oan cái búa á. Diệp Huyên nghe vậy thì mơ hồ không rõ, chính ta cái gì. Sắc mặt cánh cửa tai ách vô cùng lạnh lẽo, ngươi biết ngươi là ai không? Diệp Huyên nói, ta là Diệp Huyên. Cánh cửa tai ách lắc đầu, bà đây không còn gì để nói với ngươi. Diệp Huyên. Cánh cửa tai ách lại nói, ngươi là ca ca của cô gái kia, nhưng mà, kiếp trước ngươi là ai, ngươi biết không? Chắc chắn là ngươi không biết rồi, bởi vì chúng ta cũng không biết. Diệp Huyên trừng mắt nhìn, không thể tin nổi, má nó. Ý của cô là,
ta ở kiếp trước của kiếp là ca ca của Thanh Nhi rất lợi hại. Cánh cửa tai ách im lặng một lát rồi nói, theo như chúng ta biết, ngay từ khi bắt đầu thì ngươi đã đi trái ý trời rồi, bởi vì có một đoạn thời gian pháp tắc luân hồi bị người ta xáo trộn, cũng bởi vì một lần đó, pháp tắc luân hồi thương nặng, dựa vào thời gian mà chúng ta suy tính, chắc chắn cũng là chuyện ngươi làm. Nhưng chúng ta không biết ngươi ở kiếp kia rốt cuộc là ai. Chỉ biết, người bí ẩn kia, hắn ta là người đầu tiên phá vỡ quy tắc chuyển thế sống lại. Diệp Huyên hơi hưng phấn nói ra, nghe ý của ngươi là, ta ở kiếp trước của kiếp trước là một đại năng siêu cấp. Cánh cửa tai ách mặt không cảm xúc, sao vậy, hình như ngươi rất vui vẻ. Diệp Huyên đang định nói chuyện, cánh cửa tai ách tức giận nói, ngươi chính là đầu heo. Người kia chuyển thế luân hồi, cũng không phải là chuyển thế sống lại thật sự, là thân thể, linh hồn và ký ức của hắn ta cùng nhau chuyển thế, nói một cách đơn giản. Ngươi chính là tế phẩm mà hắn ta chọn, một khi hắn ta khôi phục trí nhớ, ngươi sẽ không còn tồn tại. Đáng tiếc người chuyển thế đó lại trở thành ca ca của cô gái kia, hơn nữa, vận may tên đó cũng không tốt, chưa kịp khôi phục trí nhớ đã chết rồi. Quan trọng nhất chính là, cô gái kia thức tỉnh rồi. Ngươi biết không, sau khi cô gái kia thức tỉnh, nàng ta lại làm trái ý trời lần nữa, xáo trộn pháp tắc luân hồi lần nữa, cưỡng ép nghịch thiên cải mệnh cho ngươi. Diệp Huyên im lặng một lát rồi nói, người bí ẩn mà ngươi nói đó, bây giờ hắn ta đã chuyển thế rồi sao? Cánh cửa tai ách nói, không, hắn ta vẫn là ngươi. Diệp Huyên hơi không hiểu, không phải hắn ta chết rồi sao? Cánh cửa tai ách tức giận nói, một kiếp kia, cô gái váy trắng cưỡng ép làm trái ý trời, nàng ta cưỡng ép tiến vào luân hồi cứu ngươi trở về. Không chỉ như vậy, nàng ta còn làm trái pháp tắc sinh mệnh. Cưỡng ép kéo dài tính mạng cho ngươi. Nàng ta cứu được ngươi, cũng đồng nghĩa với cứu được người bí ẩn chuyển thế trên người ngươi, nhưng nàng ta rất trâu bò, nàng ta ngăn cản người kia thức tỉnh, cưỡng ép ngăn cản người kia thức tỉnh, nếu không, ngươi sớm đã không còn trên đời này rồi. Diệp Huyên, cánh cửa tai ách lại nói, người một nhà các ngươi đều là biến thái, người đàn ông áo xanh kia cũng đi trái ý trời, cưỡng ép tiến vào trong luân hồi cứu người. Cô gái kia cũng thế, ngươi biết không? Pháp tắc luân hồi bị người một nhà các ngươi đánh cho bây giờ vẫn đang thương nặng hôn mê, nàng thật thê thảm. Chính bởi vì nàng hôn mê, mới khiến cho bây giờ trong vũ trụ có vô số cao thủ mang theo trí nhớ chuyển thế trùng sinh, nếu như là trước kia, chuyện này căn bản không thể nào. Một kiếp chính là một kiếp, nếu sinh mệnh một người đi đến cuối cùng, vậy đó chính là cuối cùng, tuyệt đối không thể cho hắn ta mang theo trí nhớ chuyển thế sống lại. Nhưng, từ khi pháp tắc luân hồi ngủ say, toàn bộ thế giới đều bị xáo trộn. Đây đều do người một nhà các ngươi làm ra. Diệp Huyên. Dường như cánh cửa tai ách tức không chịu nổi, lại nói, làm trái một cái pháp tắc luân hồi cũng thôi đi. Cô gái kia còn làm trái pháp tắc sinh mệnh, làm trái pháp tắc thời gian, làm trái pháp tắc nhân quả, làm trái pháp tắc vận mệnh, vì cứu ngươi, ngoài pháp tắc đứng thứ nhất ra thì hầu như nàng ta đều làm trái cả rồi. Hơn nữa vẫn đang tiếp tục làm trái. Nàng ta còn tiếp tục làm trái như vậy, trật tự vũ trụ mất hết. Một khi chúng sinh không có những pháp tắc này hạn chế, rất nhiều người sẽ bất tử, vô số lần mang theo trí nhớ chuyển thế trùng sinh, người biết điều đó kinh khủng bực nào không? Nói đến đây, nàng ta dừng lại một chút rồi nói, đại ca, nếu như ngươi còn có lương tâm, vậy ngươi tự sát đi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, ai cũng không chịu nổi nữa. Diệp Huyên. Cánh cửa tai ách lại nói, đây cũng không phải kinh khủng nhất là, bây giờ nàng ta đang đi khắp nơi tìm kiếm pháp tắc vũ trụ, nàng ta không chỉ muốn làm trái, nàng ta còn muốn giết chết chúng ta, mẹ nó đúng là không còn thiên lý mà. Không có thiên lý gì cả. Cánh cửa tai ách lúc này vô cùng uất ức. Pháp tắc vũ trụ, có thể nói nó chính là công lý của vũ trụ mờ mịt, mà bây giờ... Cả cái nhà này đều đang nghịch thiên, không chỉ muốn nghịch mà còn muốn giết chết bọn họ. Không có thiên lý gì cả. Lúc này, tiểu tháp bỗng nói, tiểu ách, người đừng nói như thể mình oan ức vậy. Ban đầu là các ngươi không hỏi nguyên do đã muốn giết chết tiểu chủ, chính vì như vậy nên cô gái kia mới nổi nóng. Nếu không phải cô gái kia và chủ nhân thực lực mạnh thì tiểu chủ hiện tại đã các ngươi giết chết rồi. Diệp Huyên lắc đầu cười.
Đương nhiên hắn sẽ không thật sự đồng tình vái cánh cửa tai ách này, như Tiểu Tháp nói, ban đầu nếu không phải nhờ Thanh Nhi thì bản thân hắn đã chết lâu rồi. Mà lúc đó thì có ai đến đồng tình với hắn? Cánh cửa tai ách đột nhiên nói, hắn là nguyên nhân của mọi tai ách, hắn không chết thì mọi chuyện sẽ không chấm dứt. Tiểu Tháp tức giận mắng, cái tên ngu xuẩn này, nếu tiểu chủ chết thì thiên mệnh tỷ tỷ kia sẽ nổi điên. Một khi nàng ấy nổi điên rồi, đừng nói là các ngươi, cho dù là chủ nhân và các đại lão kiếm tu thì cũng ngăn không nổi nàng ấy. Đến lúc đó thì mọi người đều phải chết. Cánh cửa tai ách lạnh lùng liếc nhìn Tiểu Tháp, từ xưa tới nay, không có ai thật sự vô địch cả. Tiểu Tháp tức giận lập tức nhảy lên, đồ ngu ngốc. Nó biết cô gái kia rất đáng sợ, cô gái đó một khi nổi điên lên thì còn đáng sợ hơn cả chủ nhân nữa. Chủ nhân trong tình huống bình thường thì đều không loạn, còn cô gái kia lúc nào cũng hỗn loạn. Hơn nữa, trong mắt cô gái đó, ngoại trừ ca ca mình thì người khác đều không khác gì người chết. Trong ba thanh kiếm thì nàng ta là loại không coi trọng sinh mệnh nhất. Bên trong tháp, cánh cửa tai ách chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tuy nàng ta chưa từng tiếp xúc trực tiếp với cô gái váy trắng, nhưng nàng ta cũng biết, cô gái váy trắng rất mạnh. Nếu không mạnh thì cũng sẽ không khiến pháp tắc tai ách hiện thân tự mình dẫn dắt nàng ta. Không chỉ cô gái váy trắng kia, mà cả kiếm tu nàng ta gặp lúc này cũng rất mạnh. Nàng ta chưa từng gặp kiếm tu nào mạnh như vậy. Thế nhưng, vũ trụ thần đỉnh không có đường lui. Giống như trong thế tục, có người tạo phản, hoàng đế còn đường lui sao? Đại thần có thể đầu hàng, nhưng hoàng đế có thể đầu hàng sao? Trong tinh không, Diệp Huyên trầm mặc không nói. Từ trong lời tai ách, hắn đã hiểu thêm rất nhiều chuyện. Không thể không nói, lúc này trong lòng hắn rất phức tạp. Đột nhiên lúc này hắn phát hiện, Thanh Nhi làm nhiều chuyện vì hắn như vậy, nhưng Thanh Nhi trước giờ chưa từng nói với hắn. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn nơi tinh không xa thẳm, ánh mắt hắn có chút phức tạp, Thanh Nhi, muội có thể nghe thấy ta nói không? Một nơi chưa biết nào đó trong tinh không, cả tinh không đều đỏ như máu, mà sâu thẳm trong tinh không, có một cây cầu không có điểm cuối, nhìn kỹ lại thì cả cây cầu đều được tạo thành từ xương. Dưới cây cầu là một biển máu. Xương cốt làm cầu, máu huyết làm biển. Trên cầu, một cô gái đang chậm chậm bước. Chính là cô gái váy trắng. Như cảm nhận được gì đó, cô gái váy trắng đột nhiên dừng bước, nàng khẽ nghiêng đầu, một lúc sau lại khẽ nhếch miệng cười, khiến tinh không cũng đổi màu. Ngay lúc này, biển máu dưới cầu đột nhiên dao động, chẳng bao lâu sau, biển máu kia lại chuyển động, dần dần ngưng tụ trên cây cầu. Một huyết nhân đã xuất hiện trước mặt cô gái váy trắng. Mà dưới cầu, biển máu kia đã không còn. Giữa hàng mày huyết nhân có một chữ nhỏ màu đen, tù. Huyết nhân hít sâu một hơi, tham lam nói, mùi vị của tự do, thật tốt. Cô gái váy trắng nhìn huyết nhân, không nói gì mà tiếp tục tiến về phía trước. Huyết nhân nhìn cô gái váy trắng, cười nói, ta bị nhốt trăm vạn năm rồi. Mà cô gái kia nói, chỉ cần giết chết ngươi, thì ta có thể khôi phục lại tự do thực sự, thoát khỏi thần ngục vô biên này. Ta biết, ngươi rất mạnh, giết ngươi rất khó, nhưng có khó thế nào cũng không thể khó đến nghịch thiên chứ. Cô gái váy trắng dừng bước, nàng nhìn huyết nhân, nghịch thiên, còn cơ hội sống. Làm trái ta thì sao? Vừa dứt lời, đột nhiên nàng rút kiếm chém ra. Vù! Huyết nhân còn chưa kịp phản ứng. Một luồng kiếm quang đã xuyên qua giữa trán hắn ta. Mà lúc này, cô gái váy trắng đã ở phía sau hắn ta. Cô gái váy trắng cất kiếm, khóe miệng khẽ nhếch thành cười châm chọc, trời thì có gì chứ? Có thể đỡ được một kiếm của ta sao? Nói rồi, nàng lại tiếp tục đi về phía xa. Trên cầu, huyết nhân kia có chút mờ mịt nhìn tinh không xa xôi, bị cầm tù trăm vạn năm, vừa xuất hiện đã chết, ngay cả tên ta còn chưa nói nữa. Vừa nói xong, hắn ta đã tan biến theo gió như làn khói. Trực tiếp bị tiêu diệt. Tại tinh vực Minh Hà. Diệp Huyên rời tầm mắt, lúc này, thật sự rất muốn gặp Thanh Nhi. Nhưng hắn biết, bây giờ thực lực của hắn vẫn quá yếu. Thực lực. Diệp Huyên nhìn thanh kiếm trong tay,
nhiệm vụ quan trọng bây giờ là đạt đến phàm kiếm. Vãn Quân bỗng nói, chúng ta sắp đến rồi. Diệp Huyên thôi không nghĩ nữa, hắn nhìn tinh không sâu thẳm phía xa, hắn có chút hiếu kỳ. Người đàn ông mặc thanh sam năm đó tại sao lại xuất kiếm ở nơi đó? Cái hộp mà nhóc màu trắng kia chôn ở nơi đó, bên trong sẽ có gì đây? Diệp Huyên và Vãn Quân bắt đầu bước nhanh hơn. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên bay đến trên vai Diệp Huyên, nó nhẹ nhàng cọ vào vai Diệp Huyên, tiểu chủ, chúng ta dung hợp đi. Diệp Huyên nhìn tiểu tháp, cười nói, tại sao? Tiểu tháp nói, chúng ta dung hợp, người có thể phát huy toàn bộ uy lực của ta, lúc đó chúng ta có thể đánh được cửa nát kia rồi. Diệp Huyên lắc đầu khẽ cười, tên này thật sự gây chuyện với cánh cửa tai ách mà. Tiểu tháp lại nói, dung hợp không? Nếu ngươi nguyện ý dung hợp với ta, ta có thể cho ngươi rất nhiều bảo bối chủ nhân để lại. Đúng rồi, còn cả tinh huyết của nhị nha nữa, máu lúc trước nàng ta sau khi bị đánh, có thể giúp ngươi gia tăng thân thể. Tinh huyết. Diệp Huyên lập tức có chút động lòng. Cô nhóc có sừng kia rất kinh khủng, nếu dùng máu nàng ấy để chữa trị thân thể bản thân thì tối thiểu thân thể cũng là quy nhất cảnh, thậm chí là vĩnh hằng cảnh. Diệp Huyên có phần kích động. Tiểu tháp lại tiếp tục nói, tiểu chủ, chỉ cần ngươi đồng ý, ta có thể cho ngươi rất rất nhiều bảo vật. Diệp Huyên lại lắc đầu, bây giờ không được. Tiểu tháp có phần không hiểu, tại sao chứ? Diệp Huyên cười nói, bởi vì ta phải đạt đến phàm kiếm. Khó khăn lắm hắn mới không dựa vào vật ngoài thân nữa, lẽ nào lại dễ dàng đi dùng những vật ngoài thân nữa? Hắn biết. Nếu bây giờ hắn đạt đến thân thể vĩnh hằng cảnh, hơn nữa còn giải phong ấn hai loại huyết mạch, sức chiến đấu của hắn sẽ vô cùng kinh khủng, không cần nói cái khác, đến Vãn Quân chắc chắn không phải đối thủ của hắn. Dưới tình huống đó, vĩnh hằng cảnh ở trước mặt hắn cũng chỉ giống như đám kiến thôi. Nhưng, hắn thực sự không muốn ỷ lại vật ngoài thân. Ít nhất trước khi đến phàm kiếm, hắn sẽ không dùng vật ngoài thân. Tiểu tháp thấp giọng thở dài. Diệp Huyên cười nói, không sao, đợi sau khi ta đạt đến phàm kiếm, chúng ta liên thủ đánh nàng ta. Trong tháp giới ngục, cánh cửa tai ách cười lạnh, đánh ta. Dùng sự ti tiện và không biết xấu hổ của ngươi sao? Diệp Huyên. Lúc này, đột nhiên Vãn Quân lên tiếng, chúng ta đến rồi. Nói rồi nàng ta dừng lại. Diệp Huyên cũng dừng lại, hắn nhìn nơi gần đó. Tinh không xa thẳm trong tầm hắn, nơi đó là vực sâu khổng lồ. Kiếm vực. Kiếm vực này thực rất lớn, đứng trước mặt kiếm vực này, con người như một con kiến đứng trước bồn tắm vậy. Bọn họ hiện tại cách kiếm vực kia rất rất xa, nhưng Diệp Huyên lại cảm nhận được một luồng ý chí kiếm đạo cực kỳ mạnh. Ý chí kiếm đạo cực kỳ cuồng bạo này, tỏa ra luồng khí u ám trong đó. Mà thứ khiến hắn có chút kinh ngạc. Chính là ý chí kiếm đạo này có chút quen thuộc. Lúc này, cánh cửa tai ách xuất hiện bên cạnh Diệp Huyên, nàng ta nhìn phía xa, nhíu mày. Diệp Huyên nhìn cánh cửa tai ách, người đi ra làm gì? Cánh cửa tai ách lạnh lùng liếc nhìn Diệp Huyên, người không phục sao? Không phục thì đấu đơn, đừng kêu mấy người kia. Diệp Huyên. Vãn Quân chợt nói, cô nương cảm thấy ý chí kiếm đạo này thế nào? Cánh cửa ách tách cười lạnh nhìn kiếm vực kia, không nói gì. Vãn Quân cũng không hỏi thêm, nàng ta nhìn Diệp Huyên, chúng ta đi thôi. Diệp Huyên gật đầu. Hai người tiếp tục đi về phía trước, đi chưa bao lâu, sắc mặt Vãn Quân dần dần càng nghiêm trọng hơn. Ý chí kiếm đạo kia quá mạnh. Giống như một ngọn núi lớn đè lên vai nàng, hơn nữa, càng tiến lên thì cảm giác áp lực càng to lớn. Trong lòng Vãn Quân vô cùng kinh sợ, nàng là cao thủ vĩnh hằng cảnh đỉnh cao, mà lúc này nàng lại bị một luồng ý chí kiếm đạo kiềm chế, hơn nữa, ý chí kiếm đạo này đã trôi qua không biết bao nhiêu năm rồi. Rốt cuộc chủ nhân của ý chí kiếm đạo này mạnh đến nhường nào? Như nghĩ đến gì đó, Vãn Quân nhìn cánh cửa tai ách như cũng bị ảnh hưởng, nhíu mày thật chặt. Cứ như vậy, ba người đi cũng hơn nghìn trượng. Bọn họ đã đến được bên bờ kiếm vực. Mà lúc này, gương mặt Vãn Quân đã đầm đìa mồ hôi lạnh, không chỉ thế, bước chân nàng càng lúc càng nặng như chì, đi từng bước đều rất mất sức.
Hơn nữa, ý chí kiếm đạo u ám kia cũng càng lúc càng kinh khủng, nếu không phải ý chí nàng kiên định thì sớm đã bị luồng khí u ám ăn mòn rồi. Cánh cửa tai ách cũng càng lúc càng nhíu chặt mày, nhưng ánh mắt nàng ta lại có chút khác thường. Luồng kiếm khí này rất mạnh. Nếu lợi dụng tốt thì không ai có thể giết chết được tên này. Ngay lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nói, các ngươi như dùng sức rất nhiều vậy. Nghe vậy, hai cô gái quay đầu nhìn Diệp Huyên, gương mặt Diệp Huyên nhẹ nhàng như không có chuyện gì vậy. Vãn Quân cảm thấy khó hiểu, ngươi, sao có thể? Diệp Huyên chớp mắt, ta cảm thấy không sao cả. Vãn Quân nhíu mày, ngươi không cảm nhận được ý chí kiếm đạo sao? Diệp Huyên hỏi, có thể mà. Vãn Quân sửng sốt, vậy ngươi vẫn nhẹ nhàng như vậy. Diệp Huyên có chút không hiểu, rất nhẹ nhàng, tại sao các cô trông như mất sức như vậy? Vãn Quân đang định nói thì lúc này, giọng nói của Tiểu Tháp đột nhiên vang lên trong sân, đương nhiên tiểu chủ cảm thấy nhẹ nhàng rồi. Bởi vì ý chí kiếm đạo này là do chủ nhân để lại, gặp được tiểu chủ, sao nó dám làm càn chứ? Tiểu chủ, vừa nãy ta đã nhận được lời nói của ý chí kiếm đạo này rồi. Nó nói rất muốn đi với ngươi, ngươi xem có được không? Diệp Huyên chớp mắt, đi với ta. Tiểu Tháp nói, đúng vậy, nó nói nó muốn đi với ngươi, cầu ngươi thu nhận nó có thể giúp ngươi đánh nhau. Vãn Quân. Cánh cửa tai ách ở một bên sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, tựa như nổi giận, đột nhiên nàng ta vung tay, mẹ nó, bà đây không chơi nữa. Ở phía xa, một vùng tinh không lập tức sụp đổ. Mà nàng ta lại quay về trong tháp giới ngục. Diệp Huyên không quan tâm đến cánh cửa tai ách, hắn nhìn về phía xa, lúc này, bọn họ đã sắp tiến vào kiếm vực. Hắn có thể cảm nhận được ý chí kiếm đạo kia, nhưng khác với Vãn Quân là hắn không cảm giác được áp lực, mà trái lại, hắn còn cảm thấy ý chí kiếm đạo kia rất gần gũi. Ánh mắt Diệp Huyên dần dần trở nên mờ mịt. Một luồng ý chí kiếm đạo, cho dù đã trải qua mấy vạn năm, nhưng cũng có thể tạo ra sức ép mạnh như vậy với cánh cửa tai ách. Như vậy kinh khủng đến nhường nào? Đó chỉ là một luồng ý chí kiếm đạo thôi. Hơn nữa, chắc chắn không phải là người đàn ông mặc thanh sam cố ý, mà có thể chỉ là trong lúc vô ý để lại. Người đàn ông mặc thanh sam đã đạt đến cấp bậc nào? Thế nào là kiếm tu? Đây mới là kiếm tu. Một luồng ý chí kiếm đạo, dù đã vạn năm nhưng vẫn bất diệt như cũ. Diệp Huyên nhìn thanh kiếm trong tay. Lắc đầu khẽ cười, kiếm đạo chậm rãi, nhập phàm, e là chỉ mới là khởi đầu. Nghĩ đến đây, ánh mắt Diệp Huyên không còn mờ mịt nữa, hắn lại nhìn kiếm vực phía xa, cười nói, Vãn Quân, chúng ta đi thôi. Vãn Quân gật đầu. Hai người tiếp tục đi về phía trước. Đi được hai bước, Diệp Huyên phát hiện Vãn Quân càng mất sức, hắn do dự chốc lát, sau đó trực tiếp kéo tay Vãn Quân, vừa kéo thì Vãn Quân lập tức như chút bỏ gánh nặng. Cả người nhẹ bâng. Áp lực từ ý chí kiếm đạo đó lại lập tức biến mất. Vãn Quân quay đầu nhìn Diệp Huyên, Diệp Huyên cười nói, không có ý cợt nhả gì. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ngươi trực tiếp dùng kiếm ý hoặc kiếm vực bao phủ Vãn Quân tỷ tỷ này là được rồi. Vẻ mặt Diệp Huyên vô cảm, trong lòng nói, cần ngươi lắm chuyện sao? Tiểu Tháp giật nảy mình, tiểu chủ. Ngươi cố ý kéo tay Vãn Quân tỷ tỷ. Ngươi dâm dê quá. Diệp Huyên đen mặt. Vãn Quân ở bên cạnh vẫn mang vẻ mặt bình tĩnh, bởi vì lời của Tiểu Tháp, nàng cũng nghe thấy. Diệp Huyên cười nhạt, Tiểu Tháp nghịch ngợm, thích nói sằng nói bậy, đừng so đo. Tiểu Tháp. Vãn Quân nhìn về phía xa, là Tiểu Tháp nghịch ngợm, hay là người nghịch ngợm? Diệp Huyên xấu hổ, muốn buông tay Vãn Quân. Nhưng lúc này Vãn Quân lại nắm ngược tay hắn. Vãn Quân nhìn Diệp Huyên, chỉ kéo tay mà thôi, cũng chẳng phải ngủ chung, không có gì to tát. Diệp Huyên. Hai người không dây dưa chuyện nắm tay nữa, không lâu sau, họ đã đi vào kiếm vực kia. Kiếm vực này vốn là một vùng thế giới, mà thế giới này trực tiếp bị một kiếm che phủ, vùng không gian này hoàn toàn bị phá bỏ, ngay cả pháp tắc vũ trụ cũng không thể khôi phục. Kiếm vực sâu không thấy đáy, sau khi đi vào, cả vực sâu khiến người ta bất giác lo sợ. Diệp Huyên vẫn ổn,
hắn không hề sợ nơi này chút nào, dù sao, ý chí kiếm đạo nơi này cũng đã thần phục rồi. Hắn còn sợ cái gì? Hai người tiếp tục đi về phía trước, cứ đi mãi, vẻ mặt Vãn Quân càng nghiêm trọng. Bởi vì càng đi sâu vào trong, ý chí kiếm đạo kia càng mạnh, nhưng vẫn may, ý chí kiếm đạo này không nhắm vào nàng. Bằng không, nàng căn bản chẳng đến được nơi này. Không lâu sau, Diệp Huyên và Vãn Quân bỗng dừng lại, trước mặt hai người không xa, có thi thể một ông lão đang lơ lửng. Nhìn thấy thi thể này, Vãn Quân bỗng nhíu mày. Diệp Huyên hỏi, quen sao? Vãn Quân trầm giọng nói, đây là một trưởng lão năm đó của thiên gia ta, đến cùng phụ thân và nhị thúc ta. Nói rồi, nàng kéo Diệp Huyên đi đến trước thi thể ông lão kia, nàng nhìn một lúc, vẻ mặt càng u ám, bị người giết. Diệp Huyên nhìn ông lão kia, như Vãn Quân nói, đúng là bị người giết. Đột nhiên Vãn Quân đi về phía xa, Diệp Huyên vội đi theo. Vãn Quân bắt đầu bước nhanh hơn. Diệp Huyên liếc nhìn Vãn Quân, không nói gì. Ước chừng nửa canh giờ sau, hai người lại dừng lại. Trước mặt hai người khoảng trăm trượng, là một thi thể người đàn ông trung niên lơ lửng. Từ tướng mạo nhìn ra được khá giống với Vãn Quân. Nhưng lúc này, thi thể người đàn ông trung niên đã không còn linh hồn. Linh hồn thật sự bị tiêu diệt rồi. Nhìn thi thể này, Vãn Quân sững cả người. Dần dần, hai hàng lệ trong suốt chậm rãi chảy ra từ mắt nàng. Diệp Huyên thấp giọng thở dài trong lòng, Vãn Quân cô nương cũng là người mệnh khổ. Phụ thân bị giết, bản thân bị nhốt, cả nhà bị giết. Nếu là bản thân, chắc chắn hắn sẽ giết sạch thiên gia. Lúc này, Vãn Quân thu hồi thi thể người đàn ông trung niên, nàng quay mặt nhìn Diệp Huyên, chúng ta đi thôi. Diệp Huyên gật đầu. Hai người tiếp tục đi lên, trên đường Vãn Quân không nói gì thêm. Mặc dù ý chí kiếm đạo kia càng lúc càng mạnh, nhưng hai người không hề bị ảnh hưởng. Ngay lúc này, Vãn Quân đột nhiên nói, ta muốn quay về làm gia chủ thiên gia. Diệp Huyên nhìn Vãn Quân, ta ủng hộ cô. Vãn Quân nhìn Diệp Huyên, ngươi không hỏi vì sao à? Diệp Huyên cười nói, vì sao? Vãn Quân lắc đầu, vẻ mặt phức tạp, ngươi cái tên này. Nói rồi, nàng dừng lại rồi nói tiếp, thiên gia là tâm huyết cả đời của phụ thân ta, nếu ông ấy còn sống, chắc chắn sẽ không để thiên gia biến thành một gia tộc máu lạnh. Vì vậy, ta muốn quay về làm gia chủ, thay đổi thiên gia. Để bi kịch của nhà ta không còn tiếp diễn. Diệp Huyên gật đầu, có thể. Nhưng, Vãn Quân, cô phải hiểu một điều đó chính là thực lực. Thực lực không đủ thì e rằng cô không thể thực sự làm những người thiên gia khuất phục kia đâu. Vãn Quân khẽ gật đầu, ta hiểu. Nói rồi, nàng nhìn Diệp Huyên, sau khi ra khỏi nơi này, người có dự định gì? Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, ta muốn quay về vũ trụ ngũ duy một chuyến. Hắn ra ngoài đã rất lâu rồi, mấy người niệm tỷ chắc chắn rất lo lắng. Vãn Quân hỏi, vũ trụ ngũ duy cách nơi này rất xa sao? Diệp Huyên gật đầu, rất xa. Nếu không phải do cánh cửa tai ách đưa hắn đến tinh vực xé rách này, hắn căn bản không thể đến được tinh vực Minh Hà. Vãn Quân bỗng nói, ngươi phải cẩn thận cánh cửa tai ách. Diệp Huyên gật đầu, ta biết. Cách cửa tai ách. Kiếm tu không thể vĩnh viễn đi theo hắn, nguyên nhân tai ách này, chung quy cũng phải do hắn phải đối mặt. Phàm kiếm. Hiện tại hắn nóng lòng muốn đạt đến phàm kiếm, bởi vì chỉ có đạt đến phàm kiếm mới có thể miễn cưỡng chống lại pháp tắc tai ách. Cô gái này hiện tại sở dĩ khiêm tốn như vậy, hoàn toàn là vì kiếm tu, một khi kiếm tu kia rời đi, cánh cửa này chắc chắn sẽ nổi bão. Hai người tiếp tục đi lên, mà lúc này... Bọn họ đã đi vào sâu trong kiếm vực, Diệp Huyên có thể cảm nhận được ý chí kiếm đạo kia. Hắn có chút mong đợi chiếc hộp của nhóc con màu trắng kia. Tiểu tử kia tinh quái, chắc chắn là vờ như một bảo bối tốt gì đó. Khoảng một canh giờ sau, hai người Diệp Huyên đã đến nơi sâu nhất kiếm vực, mà khi đến được nơi sâu nhất này, hai người bỗng ngây người. Bởi vì ở nơi sâu nhất kia, bọn họ nhìn thấy một ông lão. Nơi này có người sống. Ông lão mặc trường bào màu đen rộng, hai tay giấu trong tay áo, hơi thở cả người sâu lắng như biển.
Lúc này, ông lão cũng đang nhìn hai người Diệp Huyên, trong mắt ông ta, cũng có chút kinh ngạc, rõ ràng ông ta cũng không ngờ có người lại có thể đi được đến đây. Vãn Quân bỗng nói, Lý Truy Thanh. Ông lão nhìn Vãn Quân, ánh mắt có chút kinh ngạc, cô gái nhỏ, người quen ta sao? Vãn Quân nhìn ông lão, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, các hạ thật sự là Lý Truy Thanh. Ông lão gật đầu, cô bé, ngươi là. Diệp Huyên cũng nhìn Vãn Quân trầm giọng nói, ông ta là tông chủ Thánh Tông đời trước, cũng là cao thủ đứng đầu được công nhận tại tinh vực Minh Hà. Nếu không phải vì kiêng dè ông ta thì năm đó thiên gia đã tiêu diệt Thánh Tông rồi. Cao thủ đứng đầu. Diệp Huyên nhìn Lý Truy Thanh, chẳng trách ông ta có thể chống đỡ được ý chí kiếm đạo đi được đến đây, thật không đơn giản. Lúc này, Lý Truy Thanh bỗng nói, ngươi là cô gái nhỏ kia của thiên gia. Vãn Quân gật đầu. Lý Truy Thanh khẽ cười, không tệ. Nói rồi, hắn nhìn Diệp Huyên, cậu bạn đây là. Diệp Huyên ôm quyền nói, Diệp Huyên, đến từ vũ trụ ngũ duy. Ánh mắt Lý Truy Thanh có chút kinh ngạc, vũ trụ ngũ duy, theo ta biết, nơi đó cách nơi này rất xa, ngươi làm sao đến được đây? Diệp Huyên nói, ngồi lên một cánh cửa mà đến. Cánh cửa tai ách. Lý Truy Thanh quan sát Diệp Huyên, ánh mắt lóe lên chút kinh ngạc, ách thể thiếu niên, ngươi không hề đơn giản. Diệp Huyên cười nói, tiền bối, ngươi ở đây làm gì vậy? Lý Truy Thanh khẽ cười, nghe đồn nơi này từng xuất hiện kiếm tu tuyệt thế, vì vậy muốn đến chiêm ngưỡng phong thái vị tiền bối kia. Diệp Huyên hỏi, tiền bối cảm thấy kiếm tu kia thế nào? Lý Truy Thanh nhìn xung quanh, nhẹ giọng nói, một luồng ý chí kiếm đạo đã có thể ngăn ta lại, ta vĩnh viễn cũng không sánh bằng hắn. Nói đến đây, ông ta như nghĩ đến gì đó, đột nhiên nhìn Diệp Huyên, tiểu hữu, với thực lực của ngươi hẳn là không thể đến được nơi này, tại sao ngươi? Diệp Huyên chớp mắt, ý chí kiếm đạo này rất mạnh sao? Lý Truy Thanh ngây người, sau đó hỏi ngược lại, không mạnh sao? Diệp Huyên nghiêm túc nói, cũng chỉ như vậy thôi. Lý Truy Thanh. Diệp Huyên ôm quyền, tiền bối, chúng ta phải đi qua rồi. Cáo từ. Nói xong, hắn dẫn Vãn Quân đi về phía xa. Lý Truy Thanh vội nói, tiểu hữu đợi đã. Diệp Huyên nhìn Lý Truy Thanh, Lý Truy Thanh trầm giọng nói, tiểu hữu, phía trước khu vực này không chỉ có ý chí kiếm đạo mạnh mẽ, còn có một vài kiếm khí sót lại, những kiếm khí này vô cùng mạnh, sơ suất chốc lát sẽ khiến thần hồn bị tiêu diệt. Tiểu hữu chớ có khinh thường. Kiếm khí còn sót lại. Diệp Huyên nhìn trước mặt, quả như dự đoán, khu vực trước mặt hắn thực sự có kiếm khí, hơn nữa còn rất nhiều. Những kiếm khí này đều là còn sót lại. Kiếm khí này, so với kiếm khí của Thính Vân lúc trước còn mạnh hơn rất nhiều. Diệp Huyên nhìn Lý Truy Thanh, sở dĩ tiền bối ở lại nơi này, là vì những kiếm khí này sao? Lý Truy Thanh gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyên cười nói, chỉ là kiếm khí thôi, không đủ vì đạo. Nói xong, hắn kéo Vãn Quân đi về phía xa, khi đi đến khu vực kiếm khí đó, đột nhiên hắn lớn giọng quát nói, trước mặt bổn kiếm tu mà cũng dám lỗ mãng, còn không mau lui đi. Vừa dứt lời, những kiếm khí trước mặt hắn đột nhiên ngay ngắn lùi sang hai bên, để lộ một con đường lớn, không chỉ vậy, ý chí kiếm đạo cai cũng lùi đi như sóng nước. Thấy vậy, Lý Truy Thanh ở phía xa chừng lớn mắt nhìn, trong lòng chấn động không thôi, đây là đại lão phương nào đến giả heo ăn cọp sao? Bên trong tháp giới ngục, Tháo nhỏ có phần ngượng ngùng nói, tiểu trùng thích tạo nét như vậy, ta cũng xấu hổ thay. Trong tầng thứ 9, cánh cửa tai ách quay người vào tường, đầu đập mạnh vào tường, không chịu nổi nữa. Lão tử không chịu nổi nữa, để ta chết đi. Không thể không nói, lúc này, trong lòng Lý Truy Thanh đang vô cùng sốc. Khu vực mà Diệp Huyên đặt chân đến bây giờ là nơi mà trước đây ông ta không dám bước vào bởi vì ý chí kiếm đạo và kiếm khí còn sót lại ở khu vực đó thực sự quá mạnh. Mà người thiếu niên trước mặt này lại có thể quát lui đám kiếm khí và ý chí kiếm đạo này. Đây đã không còn là vấn đề về thực lực nữa rồi. Bởi vì ông ta có thể cảm nhận được thực lực của người thiếu niên trước mặt không phải là quá mạnh. Dưới tình huống bình thường, người thiếu niên trước mặt này vốn không thể bước đến nơi này, thế nhưng người thiếu niên này không chỉ bước tới nơi này,
mà chỉ một tiếng quát đã đẩy lui đám kiếm khí và ý chí kiếm đạo còn sót lại kia. Chỉ có một lời giải thích, đó chính là người thiếu niên này thực ra là một nhân vật lớn. Nhân vật lớn siêu cấp. Phân tích như thế này là đúng rồi. Cách đó không xa, Diệp Huyên đột nhiên dừng bước, hắn quay người lại nhìn về phía Lý Truy Thanh, tiền bối có muốn cùng đi đến phía trước xem thử. Lý Truy Thanh do dự một chút, sau đó nói, hai chữ tiền bối không dám nhận, nếu tiểu hữu không chê có thể gọi ta là Lý Lão Ca, chúng ta ngang hàng kết bằng hữu. Sắc mặt Vãn Quân có chút cổ quái. Lý Truy Thanh này nhất định không phải là người bình thường, đệ nhất cường giả siêu cấp đương thời hiện giờ, có thể nói, cho dù là phụ thân nàng cũng không bì kịp Lý Truy Thanh này. Mà lúc này, một cường giả siêu cấp như vậy lại muốn ngang hàng kết bằng hữu với Diệp Huyên. Không phải là nói Diệp Huyên không xứng, mà chủ yếu là bởi vì chuyện này có chút kỳ quái. Diệp Huyên do dự một chút, sau đó cười nói, ta cũng không nhiều lời nữa. Lý Lão Ca, huynh có hứng thú cùng đi xem thử. Lý Truy Thanh cười nói, tiểu hữu đã mời, đương nhiên là có hứng thú rồi. Diệp Huyên cười nói, vậy chúng ta đi thôi. Nói đoạn, hắn kéo Vãn Quân cùng đi. Lý Truy Thanh cũng đi theo sau. Nhờ có Diệp Huyên, đám kiếm khí và ý chí kiếm đạo còn sót lại không còn nhắm vào Lý Truy Thanh nữa. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Lý Truy Thanh càng thêm kinh ngạc. Đúng là nhân vật lớn có khác. Ba người Diệp Huyên, Vãn Quân và Lý Truy Thanh cùng đi về phía nơi sâu nhất của kiếm nguyên, dọc đường đi, nơi nào Diệp Huyên đi qua, đám kiếm khí còn sót lại đó đều lần lượt rút lui, cả ý chí kiếm đạo kia cũng vậy. Có điều, không lui đi quá xa, mà chỉ ở một bên chờ đợi, như thể đang chờ đợi một điều gì đó. Đi chưa được bao lâu, Diệp Huyên đang dẫn đầu dừng bước, cách trước mặt ba người không xa có một người đàn ông đang ngồi xếp bằng, người đàn ông tóc tai bù xù, không thấy rõ mặt. Trên đỉnh đầu của người đàn ông có một đạo ý chí kiếm đạo đang bay. Ý chí kiếm đạo. Ba người Diệp Huyên, Vãn Quân và Lý Truy Thanh đưa mắt nhìn nhau, trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Người đàn ông này vậy mà vẫn còn sống. Lúc này, người đàn ông từ từ ngẩng đầu lên, ông ta nhìn về phía ba người Diệp Huyên đang ở phía xa, lúc nhìn thấy Diệp Huyên, đồng tử của ông ta đột nhiên co rút lại, ngươi. Là ngươi. Diệp Huyên chớp mắt, cái gì mà ta? Người đàn ông run giọng nói, huyết mạch của ngươi. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, cái tên này nhìn mình thành người đàn ông mặc thanh sam rồi. Vãn Quân đột nhiên nói, các hạ bị giam ở đây sao? Người đàn ông gật đầu, ông ta liếc nhìn Diệp Huyên một cái rồi nói, ngươi không phải hắn. Nhưng huyết mạch của hai ngươi tương đồng. Diệp Huyên liếc nhìn người đàn ông, sao ngươi lại bị giam ở đây? Người đàn ông im lặng. Diệp Huyên cười nói, mà thôi, dù sao cũng không liên quan đến ta. Nói xong, hắn quét mắt nhìn xung quanh một lượt, rất nhanh, hai mắt hắn lóe lên, cách chỗ người đàn ông không xa có một chiếc hộp. Chiếc hộp. Diệp Huyên bước tới phía trước chiếc hộp, bên trên chiếc hộp còn có hai xiên kẹo hồ lô. Khỏi cần nói, nhất định là cái tên nhóc màu trắng kia để lại. Diệp Huyên cầm chiếc hộp lên, hắn mở chiếc hộp ra nhìn một cái, nhưng rất nhanh sau đó liền đóng lại. Khóe miệng Diệp Huyên khẽ nhếch lên. Diệp Huyên lập tức cất chiếc hộp đi, sau đó nhìn về phía Vãn Quân, chúng ta đi thôi. Vãn Quân liếc nhìn Diệp Huyên một cái, nhưng không hỏi gì cả. Diệp Huyên ngay lập tức cất chiếc hộp đi, hiển nhiên là hắn không muốn để cho người khác biết bên trong đựng thứ gì. Đúng lúc này, người đàn ông ở một bên kia đột nhiên lên tiếng, các hạ, gượm đã. Diệp Huyên quay đầu lại nhìn về phía người đàn ông do dự một chút, sau đó nói, các hạ có thể thả ta đi được không? Diệp Huyên lắc đầu, không được. Người đàn ông nhìn về phía Diệp Huyên nói, người đàn ông mặc thanh sam trấn áp ngươi ở đây, khỏi cần nói, nhất định là ngươi đã làm ra chuyện gì đó chọc giận hắn. Người đàn ông tức giận nói, ta bị liên lụy mà. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, bị liên lụy. Người đàn ông đột nhiên có chút kích động, đại ca, huynh thử nghĩ mà xem, hắn mạnh như thế, chỉ cần nhìn một cái liền có thể giết chết ta rồi. Hắn còn đem ta trấn áp ở đây sao?
Diệp Huyên có chút không hiểu, thế sao ngươi lại bị trấn áp ở đây? Người đàn ông thấp giọng thở dài, lão tử xui chết mẹ. Năm đó, ở đây có động tĩnh lớn, vì tò mò nên ta vội vàng tới đây. Ta vừa mới tới nơi này, còn chưa hiểu rõ tình hình thì nơi này đã biến thành một vùng vực thẳm rồi. Còn ta thì bị một đạo ý chí kiếm đạo còn sót lại đánh nát thân xác. Nói đoạn, ông ta tự tát mình một cái thật mạnh, lão tử thật ngu ngốc. Tự nhiên đi xem náo nhiệt làm cái gì cơ chứ? Vẻ mặt của ba người Diệp Huyên, Vãn Quân và Lý Truy Thanh trở nên có chút cổ quái. Người đàn ông cười khổ, ta đúng là quá xui xẻo mà. Ta quả thực chỉ tới xem thử thôi, ta đâu có làm gì đâu. Ta thật sự không có làm gì mà. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, nếu như người đàn ông mặc thanh sam đã nhắm vào ngươi, vậy tại sao ngươi không rời đi? Nụ cười của người đàn ông càng thêm chua xót, đại ca, huynh nhìn xung quanh ta đi, khắp nơi đều là ý chí kiếm và đạo kiếm khí còn sót lại, ta không dám động đậy mà. Thật sự không dám động đậy mà, chỉ cần cử động, đám kiếm khí còn lại này sẽ giết chết ta, huynh có biết mấy vạn năm qua ta đã sống như thế nào không? Mấy vạn năm nay, mỗi ngày ta đều phải giả chết, chỉ có giả chết, thì đám kiếm khí này mới không nhắm vào ta. Ta khổ chết mẹ đi được mà. Nói đến đây, trong giọng nói của người đàn ông đã mang theo tiếng khóc nghẹn ngào. Diệp Huyên. Vãn Quân ở một bên lắc đầu, người cũng thật là, không có chuyện gì cũng tới xem náo nhiệt. Người đàn ông lắc đầu liên tục, ai mà biết cái tên kiếm tu đó đáng sợ như thế chứ? Nếu sớm biết hắn ta đáng sợ như thế, có đánh chết ta cũng không tới đâu. Vãn Quân. Diệp Huyên đột nhiên hỏi, người đánh không lại đám kiếm khí này sao? Người đàn ông nhìn về phía Diệp Huyên, ông ta do dự một chút rồi nói ta. Đánh không lại. Diệp Huyên có chút kinh ngạc, chẳng qua chỉ là một ít kiếm khí còn sót lại mà thôi. Cái này ngươi cũng đánh không lại sao? Vẻ mặt của người đàn ông trở nên có chút không tự nhiên, ngươi cảm thấy đám kiếm khí này rất yếu sao? Diệp Huyên xòe lòng bàn tay, đám kiếm khí trực tiếp bay tới trước mặt hắn trực tiếp túm lấy đám kiếm khí đó. Mà đám kiếm khí đó vốn chẳng hề phản kháng. Nhìn thấy cảnh này, người đàn ông mắt chữ A mồm chữ O, đây. Diệp Huyên nói, ta thấy đám kiếm khí này khá ngoan đấy chứ. Người đàn ông do dự một chút, ông ta xòe lòng bàn tay ra, mà ông ta vừa cử động, một tia kiếm khí trực tiếp xuyên qua cánh tay của ông ta. Xoẹt! Cánh tay của người đàn ông bị đứt tận gốc. Trong lòng người đàn ông kinh hãi. Lúc này cũng không dám nhúc nhích, ông ta nhìn về phía Diệp Huyên, chút ngỡ ngàng, sai ở đâu chứ? Diệp Huyên đang định nói thì một giọng nói đột nhiên vang lên, sai ở đâu ư? Đồ đần độn nhà ngươi, kiếm khí này với hắn là cùng một bọn, ngươi còn chưa nhìn ra sao? Còn hỏi sai ở chỗ nào, nếu như nói có vấn đề, vậy thì chính là não của ngươi có vấn đề rồi. Giọng nói của cánh cửa tai ách. Nghe vậy. Người đàn ông lập tức phẫn nộ, là kẻ nào? Lúc này, cánh cửa tai ách xuất hiện ở bên cạnh Diệp Huyên, ả ta lạnh lùng nhìn người đàn ông, ngươi không phục. Người đàn ông nhìn thấy cánh cửa tai ách, trước tiên là sửng sốt, sau đó liền vội lắc đầu, không. Ta phục. Ánh mắt đã xác thực đây là một người không thể đánh lại. Cánh cửa tai ách lạnh lùng nhìn người đàn ông một cái, sau đó xoay người biến mất. Vẻ mặt của Lý Truy Thanh đang ở một bên không biết từ lúc nào bỗng trở nên ngưng trọng. Cánh cửa tai ách. Người phụ nữ này vừa xuất hiện liền đã mang đến cho ông ta một cảm giác vô cùng nguy hiểm. Lý Truy Thanh liếc nhìn Diệp Huyên một cái, lai lịch của vị tiểu hữu này quả nhiên không đơn giản mà. Lúc này, tay phải Diệp Huyên đột nhiên xuất chiêu, đám kiếm khí còn sót lại xung quanh đột nhiên lao về phía hắn tựa như thủy triều. Không chỉ vậy, ý chí kiếm đạo kia cũng trực tiếp xuyên vào trong cơ thể hắn. Diệp Huyên xòe lòng bàn tay ra, đám kiếm khí còn sót lại kia nhanh chóng hội tụ lại trong lòng bàn tay hắn, dần dần, một thanh kiếm khí xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Đây là thanh kiếm do kiếm khí của người đàn ông mặc thanh sam ngưng tụ thành. Nhìn thấy thanh kiếm khí này, sắc mặt Lý Truy Thanh lại một lần nữa trở nên ngưng trọng, trong mắt ông ta hiện lên một tia kiêng kỵ. Diệp Huyên nhìn thanh kiếm khí trong tay, không thể không nói, thanh kiếm khí này rất mạnh, thế nhưng, chỉ có thể dùng một lần,
bởi vì đám kiếm khí còn sót lại này đã tách ra khỏi chủ nhân của nó quá lâu rồi. Nếu hắn sử dụng nó, đám kiếm khí này sẽ tiêu hao năng lượng cuối cùng của mình, nhưng nếu không dùng thì đám kiếm khí này có thể tiếp tục tồn tại mười mấy vạn năm nếu không có ngoại lực quấy nhiễu. Nói một cách đơn giản, hắn không thể tái tạo đám khí kiếm này, bởi vì hắn không phải là người đàn ông mặc thanh sam. Sau khi Diệp Huyên thu đám kiếm khí và ý chí kiếm đạo kia lại, người đàn ông kia bỗng lấy lại được sự tự do, ngay lập tức đứng bật dậy, tham lam hít một hơi thật sâu, dường như nghĩ đến điều gì, ông ta đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyên, cung tay làm lễ, đa tạ vị huynh đệ này. Tại hạ Tây Môn, không biết huynh đệ xưng hô thế nào. Diệp Huyên cười đáp, Diệp Huyên. Tây Môn cười nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, Diệp huynh. Sau này nếu huynh có chuyện gì, cứ phái người đến huyền giới thông báo một tiếng, bất luận xa thế nào, bất luận chuyện lớn thế nào, huynh đệ ắt sẽ tới. Lúc này, Lý Truy Thanh đột nhiên nói, ngươi là người của huyền giới. Tây Môn nhìn về phía Lý Truy Thanh, gật đầu, phải. Lý Truy Thanh liếc nhìn Tây Môn một cái, không nói gì thêm. Tây Môn nhìn về phía Diệp Huyên, cung tay làm lễ, Diệp huynh, vừa mới thoát nạn. Ta rất nhớ mong người thân trong tộc, vậy nên, phải trở về một chuyến, ngày sau mong huynh nhất định phải ghé huyền giới. Diệp Huyên cười nói, nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ tới. Tây Môn gật đầu, Diệp huynh, cáo từ. Nói xong, ông ta liền xoay người biến mất ở phía cuối tinh không. Sau khi Tây Môn biến mất, Diệp Huyên đột nhiên thấp giọng thở dài. Vãn Quân nhìn về phía Diệp Huyên, ngươi thở dài cái gì? Diệp Huyên lắc đầu, ta có chút không quen. Vãn Quân có chút không hiểu, người không quen cái gì. Diệp Huyên thấp giọng thở dài. Sau khi nguyên nhân tai ách bị đại ca ta trấn áp, ta đi đến ngày hôm nay, vậy mà duyên kết được đều là thiện duyên. Điều quan trọng nhất là những cường giả mà ta gặp được càng lúc càng thông minh. Bọn họ không còn mất não theo ta nữa. Nói thật, ta có chút không quen. Nói đoạn, hắn vỗ bụng mình, tiểu ách. Ngươi làm cho ta ít nguyên nhân tai ách đi. Bên trong tháp giới ngục, cánh cửa tai ách đột nhiên giống lên, tiện nhân, ngươi dám để đại ca ngươi rời đi không? Ngươi dám không? Trong tầng 9, cánh cửa tai ách tức đến mức gần như nổ tung rồi. Nàng ta thật sự muốn ra ngoài đập cho cái tên giả ngầu kia một trận. Nhưng lại chẳng có cách nào hết. Bởi vì kiếm tu kia vẫn luôn ở đây. Nếu nàng ta ra tay, chưa biết chừng kiếm tu kia sẽ xiên luôn cho nàng ta một nhát. Đánh không được, lẽ nào cứ dương mắt nhìn thằng nhãi kia giả ngầu sao? Lúc này đây nàng ta thật sự muốn lao ra ngoài mà đồng quy vu tận với Diệp Huyên. Nàng ta thật sự không nhịn nổi nữa rồi. Trong kiếm vực, Diệp Huyên lại nói, tiểu ách, người đừng kích động như vậy, ta chỉ cảm khái chút thôi mà. Nhưng nói thật, từ lúc không có các ngươi can thiệp, ta cảm thấy đời mình cũng không quá mức bết bát như trước. Bên trong tháp giới ngục, cánh cửa tai ách hít sâu một hơi. Nàng ta đang cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại. Không được tức giận. Không thể bị thằng nhóc này chọc đến tức chết. Nếu không thì lỗ quá. Thấy cánh cửa tai ách không nói gì, Diệp Huyên đang muốn hỏi thêm câu nữa, nhưng cánh cửa tai ách lại đột nhiên cất lời, ngươi cho rằng chúng ta vô duyên vô cớ làm vậy chắc. Ngươi có biết cái gì gọi là nhân quả không? Không có, nhân, thì sao có quả? Sở dĩ ngươi bị tai ách quấn thân là do chính ngươi đã tạo nghiệt, còn cả ông bố và cô em gái kia của ngươi nữa. Nhất là em gái ngươi, nàng ta cưỡng ép làm trái ý trời để cứu ngươi, đây chính là một cái, nhân, trong đó. Diệp Huyên cười nói, theo ngươi nói thì ta đáng chết à? Cánh cửa tai ách lạnh giọng, dựa vào đây mà ngươi không thể chết. Diệp Huyên hỏi ngược lại, thế dựa vào đâu mà vận mệnh của chúng ta phải do các ngươi định đoạt? Cánh cửa tai ách nói, nếu vũ trụ này không có trật tự, ngươi có biết nó sẽ ra sao không? Diệp Huyên cười đáp, trật tự của các ngươi có coi trọng công bằng. Cánh cửa tai ách hỏi lại, dựa vào đâu mà ngươi cho rằng chúng ta không công bằng với ngươi? Diệp Huyên cười cười, lúc trước ngươi bảo ta là có người làm đảo lộn pháp tắc luân hồi. Sau đó chuyển thế thành kiếp trước của ta cũng chính là kiếp ta làm anh trai Thanh Nhi. Vậy ta hỏi ngươi, kiếp đó ta là anh trai Thanh Nhi hay là người thần bí kia?
Cánh cửa tai ách im lặng. Diệp Huyên lại nói, nếu ta đoán không nhầm, trước khi người kia thức tỉnh hoàn toàn thì chắc hẳn ta chính là anh trai Thanh Nhi. Nếu ta đã không phải người thần bí đó, vậy tại sao ta lại đáng chết đây? Lẽ nào điều này công bằng với ta ư? Cánh cửa tai ách trầm giọng, nếu kiếp đó ngươi chết thì cũng sẽ khiến người thần bí kia chết theo. Một khi người đó chết thì thế gian sẽ quay về với trật tự vốn có. Diệp Huyên cười nói, theo như ngươi nói, người thực sự phá vỡ trật tự chính là người thần bí kia, đúng chứ? Cánh cửa tai ách lại im lặng. Bởi vì đúng như Diệp Huyên nói, cái người đảo nghịch pháp tắc vũ trụ chính là người thần bí. Từ trước tới nay cô gái váy trắng không hề dám cưỡng ép chém nứt nhân quả, cũng chính vì người thần bí đó, bởi vì nàng ta sợ sẽ tạo thành hậu quả không tốt đối với Diệp Huyên. Diệp Huyên tiếp tục nói, nói đơn giản hơn thì, người thực sự phá vỡ trật tự là người thần bí, nhưng các ngươi vì muốn loại trừ hậu hoạn mà quyết định giết chết ta, đúng không? Cánh cửa tai ách đáp, ngươi đừng hỏng phỉnh lừa ta. Lúc trước ta đã nói rồi, sở dĩ ngươi bị tai ách quấn thân, ngoài nguyên nhân thứ nhất nằm ở người thần bí, còn có một nguyên nhân khác, đó chính là phụ thân và muội muội ngươi, nàng ta vì muốn cứu ngươi mà đã cưỡng ép nghịch thiên, đảo ngược nhiều loại pháp tắc vũ trụ, không thèm đặt pháp tắc vũ trụ vào trong mắt, đây cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu khiến ngươi bị tai ách quấn thân. Diệp Huyên cảm thấy khó hiểu, Thanh Nhi đảo nghịch pháp tắc vũ trụ, thế nào các ngươi không đi tìm muội ấy? Cánh cửa tai ách tức giận bừng bừng, nàng ta không dính tất thảy nhân quả, làm sao chúng ta tìm được chứ? Diệp Huyên nghẹn họng, thế nên các ngươi tìm ta? Cánh cửa tai ách hỏi ngược lại, có vấn đề à? Diệp Huyên im lặng một lát rồi cười đáp, không có. Chuyện Thanh Nhi làm chính là chuyện ta làm. Các ngươi tới tìm ta cũng đúng thôi, chẳng có vấn đề gì sất. Cánh cửa tai ách lạnh giọng, quen biết ngươi bao lâu nay, đây là lần đầu tiên ngươi nói một câu tiếng người. Diệp Huyên. Lúc này, Vãn Quân ở một bên đột nhiên nói, chúng ta đi hả? Diệp Huyên thu hồi suy nghĩ, gật đầu, đi thôi. Dứt lời, hắn nhìn sang Lý Truy Thanh, Lý đại ca, huynh thì sao? Lý Chi Thanh cười đáp, tất nhiên cũng đi chứ. Diệp Huyên cười, vậy chúng ta đi. Ba người rời khỏi kiếm vực, Diệp Huyên quay đầu liếc nhìn kiếm vực lần nữa, trong lòng vẫn có chút tò mò, tại sao người đàn ông áo xanh lúc trước lại đánh ra chiêu kiếm kia. Nhưng điều này đã không còn quan trọng nữa rồi. Bởi vì nó đã trở thành dĩ vãng. Vãn Quân đột nhiên nói, ta muốn quay về thiên gia. Dứt lời. Nàng liền quay sang Diệp Huyên, còn ngươi? Diệp Huyên ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp, ta muốn về dãy núi Đại Hoang, ta đã đồng ý với kiếm tu sẽ bước ra từ nơi đó, đây là ước hẹn giữa ta và ông ấy. Vãn Quân hơi do dự một lát mới nói, rồi sau đó quay về vũ trụ ngũ duy à? Diệp Huyên gật đầu, dự tính tạm thời là vậy. Vãn Quân trầm mặc, rồi bảo, có vài người cứ đi đi mãi rồi liền mất hút. Ta là kiểu người đó trong sinh mệnh của ngươi sao? Diệp Huyên nhìn Vãn Quân, tỏ ra ngạc nhiên, Vãn Quân. Vãn Quân mỉm cười, có hơi xến sẩm nhỉ. Bất kể thế nào, quen biết ngươi là chuyện có ý nghĩa nhất đời này của ta. Nếu ngươi không tới tìm ta thì ta cũng sẽ đi tìm ngươi. Sau này còn gặp lại. Dứt lời, nàng liền quay người rồi biến mất ở tít phía xa. Diệp Huyên nhìn về phía chân trời. Im lặng không nói. Tháp nhỏ đột nhiên cất lời, tiểu chủ nhân, hình như Vãn Quân tỷ tỷ thích người đó. Diệp Huyên khẽ cười, giống cảm kích nhiều hơn mà. Tháp nhỏ phản bác, không không, với nhiều năm kinh nghiệm của ta, ta dám cá là Vãn Quân tỷ tỷ thích người. Diệp Huyên chớp mắt, kinh nghiệm nhiều năm, kinh nghiệm của ngươi phong phú lắm à. Tháp nhỏ đáp, tất nhiên rồi. Chủ nhân năm xưa có thể xứng danh đa tình luôn đó. So với chủ nhân, tiểu chủ nhân quá đơn thuần á, còn chủ nhân là, ngựa giống chính hiệu. Diệp Huyên. Tháp nhỏ lại nói, tiểu chủ nhân này, chủ nhân thường bảo đa tình cũng được nhưng không thể lạm tình, thế nên nếu người thật lòng yêu thích thì cứ theo đuổi đi nhá. Sợ cái búa ý, nam tử Hán đại trượng phu mà không có mấy người phụ nữ chẳng phải là mất mặt lắm sao? Nếu ta là con người thì ta tìm hẳn mấy trăm cô luôn. Diệp Huyên nghe mà trợn mắt há hốc miệng.
Tháp nhỏ còn muốn nói nữa xong cánh cửa tai ách lại đột ngột lao ra khỏi tầng 9, ngay sau đó, trong tháp giới ngục liền truyền đến từng tiếng nổ vang rền. Lại đánh nhau rồi. Nói đúng hơn thì tháp nhỏ lại bị đánh. Trước khi dung hợp với người khác, thì năng lực của tháp nhỏ chỉ có hạn. Lúc này, Lý Truy Thanh ở một bên đột nhiên nói, Tiểu Hữu, nếu mai này có thời gian, cậu hãy tới Thánh Tông chúng ta làm khách nhé. Diệp Huyên nhìn về phía Lý Truy Thanh, cười nói, Lý Lão Sa, tới lúc đó nhất định sẽ đến quấy rầy huynh. Lý Truy Thanh cười nói, hôm nay gặp được Tiểu Hữu đã khiến Lão Phu hiểu ra một chuyện, đó chính là núi cao còn có núi cao hơn. Con đường võ đạo không có điểm cuối. Tiểu Hữu, đợi cậu đạt tới Phàm Kiếm, mời cậu tới Thánh Tông, rồi chúng ta cọ sát thêm nhé. Diệp Huyên chớp mắt, giờ đi luôn được không? Lý Truy Thanh cười ha hả, thực lực hiện giờ của Tiểu Hữu vẫn chưa đủ đâu. Tiểu Hữu à, ta chờ cậu ở Thánh Tông đấy nhé. Dứt lời, ông ta liền biến mất ở phía xa. Diệp Huyên nhìn theo bóng dáng Lý Truy Thanh khuất ở phía chân trời, mỉm cười. Hắn biết người tên Lý Truy Thanh này không hề nói bừa. Thực lực của ông ta còn mạnh hơn Vãn Quân rất rất nhiều. Phải biết rằng, lúc trước ở kiếm vực, nếu không có hắn thì Vãn Quân không vào được bên trong, còn vị Lý lão ca này thì đã vào đến nơi sâu nhất kiếm vực rồi. Diệp Huyên im lặng một lát rồi mới quay người rời đi. Tới dãy núi Đại Hoang. Một lần nữa bước vào dãy núi Đại Hoang. Diệp Huyên vừa rời khỏi không lâu, một cô gái mặc giáp trắng liền xuất hiện. Cô gái nhìn theo Diệp Huyên đang dần khuất bóng, không rõ đang suy nghĩ điều gì. Thoát cái, Diệp Huyên đã đi tới Táng Sơn thuộc dãy núi Đại Hoang, hắn nhìn khoảnh đất trống trước mặt, nơi đó chính là chỗ giam cầm Vãn Quân trước kia. Một lát sau, Diệp Huyên mỉm cười, tiếp tục đi tới. Sau khi vượt qua Táng Sơn, Diệp Huyên đi vào một vùng núi khác. Vừa mới bước vào dãy núi kia thì đã thấy hai người đàn ông trung niên xuất hiện trước mặt. Đó chính là Yêu Vương Cổ Nguyệt và Yêu Vương Mang Sơn. Yêu Vương Cổ Nguyệt nhìn Diệp Huyên, người không đi cùng cô gái kia hả? Bọn họ đã biết về chuyện xảy ra lúc trước ở Táng Sơn, thế nhưng đó là chuyện do thiên gia làm ra, bởi vậy bọn họ không dám đuổi theo. Bọn họ không dám để bản thân bị cuốn vào trong vòng xoáy đó. Diệp Huyên cười nói, ta lại về rồi đây. Yêu Vương Cổ Nguyệt nhíu mày, về làm gì? Diệp Huyên chớp mắt, ta và đại ca đã hẹn nhau, ta phải dựa vào thực lực của mình bước ra khỏi dãy núi này. Yêu Vương Cổ Nguyệt nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ngươi chắc chứ? Diệp Huyên gật đầu. Yêu Vương Cổ Nguyệt trầm giọng, con người. Chúng ta biết sau lưng người có thế lực rất mạnh, chúng ta cũng không muốn chọc vào, người muốn rời khỏi dãy núi này thì chi bằng bay qua đi. Nếu vậy, chúng ta có thể giả bộ như không nhìn thấy. Diệp Huyên lắc đầu, ta muốn đi qua cơ. Vẻ mặt Yêu Vương Cổ Nguyệt có phần âm trầm, nếu để cho người bên ngoài biết một con người như ngươi đi ra từ chỗ này của chúng ta, vậy thì bọn ta sẽ mất mặt lắm. Diệp Huyên đang muốn nói gì thì đúng lúc này. Yêu Vương Mang Sơn ở cách đó không xa đột nhiên nói, con người, nếu người muốn bước ra khỏi đây thì cũng được, đánh thắng ta trước đã. Diệp Huyên nhìn về phía Yêu Vương Mang Sơn, đánh nhau. Yêu Vương Mang Sơn nhìn Diệp Huyên, lạnh giọng đáp, đánh nhau cũng được, thế nhưng chúng ta phải nói trước, không được gọi người khác tới, chỉ có hai chúng ta đấu tay đôi, ai gọi người tới thì là chó. Diệp Huyên gật đầu, có thể. Yêu Dương Mang Sơn hừ lạnh. Vậy thì tới đi. Lời vừa dứt, ông ta đột nhiên nhảy bật lên, đánh một quyền về phía Diệp Huyên. Nắm đấm vừa được tung ra, không gian trước mặt Diệp Huyên lập tức bị xoắn vặn thành một vòng xoáy kỳ quái. Ở bên dưới, Diệp Huyên đột nhiên đâm ra một kiếm. Sinh tử nhất kiếm. Chiêu kiếm này vô cùng đơn giản. Chỉ một chiêu kiếm đơn giản ấy đã khiến lực lượng của Yêu Vương Mang Sơn vỡ vụn trong nháy mắt, cùng lúc đó. Cả người ông ta bay thẳng ra ngoài, cú bay lên tới hơn ngàn trượng, đến lúc ông ta dừng lại được thì toàn thân đã rạn nứt, máu tươi bắn tung tóe. Bị trọng thương sau đúng một kiếm. Hiện trường, Yêu Vương Mang Sơn và Yêu Vương Cổ Nguyệt lập tức thẫn thờ. Yêu Vương Mang Sơn ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyên, giọng nói như nghẹn lại, chuyện này, sao có thể, ngươi uống thuốc tăng lực à?
Diệp Huyên thấp giọng thở dài, vẫn chưa hiểu sao. Các ngươi vẫn bị phụ thuộc bởi quy tắc, còn ta đã vượt ra ngoài quy tắc rồi. Dứt lời, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trong mắt là sự bất lực sâu sắc, không có đối thủ thật tịch mịch biết bao. Yêu vương Mang Sơn. Yêu vương Cổ Nguyệt. Cánh cửa tai ách ngồi ở một góc hẻo lánh bên trong tháp giới ngục, hai tay bịt chặt lỗ tai của mình, mé nó, thằng nhóc kia lại thế. Lại thế nữa rồi, ta không chịu nổi nữa Bên trong tháp giới ngục, tiểu tháp cũng lùi vào một góc. Đừng nói là cánh cửa tai ách, mà ngay cả nó cũng cảm thấy ngại thay đây này. Tạo nét gượng gạo là thứ chí mạng nhất. Bên trong dãy núi, yêu vương Cổ Nguyệt và yêu vương Mang Sơn lúc này đang hoàn toàn rơi vào trạng thái đờ đẫn. Nhất là yêu vương Mang Sơn, phải biết rằng trước đó không lâu dù ông ta không thể giết chết được Diệp Huyên nhưng cũng đã từng đánh tay đôi với Diệp Huyên mà không ở vào thế yếu, đồng thời với thân thể mạnh mẽ mà ông ta còn chiếm ưu thế phần nào. Nhưng lúc này đây ông ta lại bị đẩy lùi chỉ bằng một kiếm, hơn nữa, thân thể cũng đang nứt vỡ. Trong khoảng thời gian thắng nhóc đó biến mất đã đi uống thuốc tăng lực hả? Lúc này, trong lòng yêu vương Cổ Nguyệt cũng cực kỳ chấn động. Lúc trước, gã có lòng tin mình ngăn được Diệp Huyên, còn giờ gã mới nhận ra, nói gì đến Mang Sơn, ngay cả hắn cũng không đỡ nổi một kiếm vừa rồi của Diệp Huyên. Sao đột nhiên thằng nhóc lại này trở nên đáng sợ vậy chứ? Cả hai yêu vương đều ngơ ngẩn thẫn thờ. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nhìn về phía yêu vương Cổ Nguyệt, xuất chiêu đi. Ta nhường ngươi ba chiêu. Yêu vương Cổ Nguyệt. Yêu vương Mang Sơn ở một bên bỗng trầm giọng nói, con người, sao ngươi lại đột nhiên mạnh đến vậy? Diệp Huyên cười đáp, ngươi đã bao giờ gặp yêu nghiệt chưa? Nếu chưa thì... Nói tới đây, hắn tự chỉ vào mình, bây giờ được gặp rồi đấy. Yêu vương Cổ Nguyệt. Yêu vương Mang Sơn nhìn chằm chằm Diệp Huyên, mặt xám ngoét như màu gan heo. Diệp Huyên thu kiếm về, hắn đi tới phía trước, lúc đến bên cạnh yêu vương Mang Sơn thì bỗng nhiên dừng lại, sau đó thấp giọng thở dài, không có đối thủ tịch mịch biết bao. Mang Sơn, ông đã trải qua cảm giác ấy bao giờ chưa? Mang Sơn cảm thấy trước ngực như bị nghẹn ứ, có thể phun máu ra luôn được, mạch máu trong người lúc này suýt nữa trào ngược. Mà giờ phút này, Diệp Huyên đã nghênh ngang rời đi. Yêu vương Mang Sơn muốn lao về phía Diệp Huyên, lúc này, ông ta đã không còn quan tâm bất cứ điều gì nữa. Đánh chết cái tên loài người thích giả ngầu đó đi. Nhưng ông ta lại bị yêu vương Cổ Nguyệt ngăn cản. Yêu vương Cổ Nguyệt lắc đầu, một kiếm vừa nãy của hắn ra đã nhập phàm, nhục thể của chúng ta không đỡ nổi đâu. Yêu vương Mang Sơn căm tức nhìn theo bóng lưng Diệp Huyên, ngươi thấy bộ dạng hắn chưa? Yêu vương Cổ Nguyệt ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng Diệp Huyên ở phía xa, nói khẽ, ngươi bình tĩnh nghĩ coi, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi mà thực lực của kẻ này lại tăng vọt như thế, quả nhiên rất khủng bố. Nghe vậy, yêu vương Mang Sơn chậm rãi bình tĩnh lại. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi mà Diệp Huyên đã có chuyển biến nghiêng trời lệch đất như thế, rốt cuộc hắn đáng sợ cỡ nào. Yêu vương Cổ Nguyệt lại nói, cả kiếm tu kia nữa, hắn ta vẫn luôn túc trực ở dãy núi đại hoang chúng ta, hơn nữa, có thể xác định một điều là yêu vương Hách Liên đã chết trong tay kiếm tu đó. Dứt lời, gã lắc đầu, nói tóm lại, tên loài người này không phải kẻ chúng ta có thể trêu chọc. Nếu hắn chỉ tới để rèn luyện, vậy cứ cho hắn tự nhiên đi. Dù sao chúng ta cũng chẳng mất mát gì cả. Yêu vương Mang Sơn trầm mặc một lát rồi nói, tử khí kia. Yêu vương Cổ Nguyệt lắc đầu, tử khí kia không phải thứ mà chúng ta có thể tơ tưởng. Đúng lúc này, Diệp Huyên ở phía xa xa lại quay về. Thấy vậy, sắc mặt của yêu vương Mang Sơn lẫn yêu vương Cổ Nguyệt đều lập tức biến đổi, nhất là yêu vương Mang Sơn, tuy vừa nãy ông ta muốn đánh chết tên thích giả ngầu Diệp Huyên nhưng hiện giờ ông ta đã tỉnh táo lại rồi. Tuy ông ta rất ngứa mắt thằng nhãi loài người này, nhưng buộc phải thừa nhận rằng bản thân đánh không lại hắn ta. Bây giờ thấy Diệp Huyên quay lại, ông ta vẫn có phần luống cuống. Trong mắt yêu vương Cổ Nguyệt cũng chất đầy vẻ đề phòng. Lúc này, Diệp Huyên mở lòng bàn tay ra, trên đó xuất hiện hai khối tử khí màu tím sậm, hắn nhìn về phía yêu vương Mang Sơn và yêu vương Cổ Nguyệt, các ngươi rất thích thứ này sao?
Yêu vương Cổ Nguyệt nhìn Diệp Huyên, cảnh giác hơn hẳn, ngươi có ý gì? Diệp Huyên cười đáp, không có gì, nếu các ngươi thích thì ta tặng cho một chút, vậy thôi. Dứt lời, hắn chỉ tay một cái, hai khối tử khí liền bay tới trước mặt yêu vương Cổ Nguyệt và yêu vương Mang Sơn. Hai yêu vương liếc nhau, có chút ngẩn ngơ, tên loài người này vừa làm gì vậy? Yêu vương Cổ Nguyệt nhìn Diệp Huyên, con người, tại sao ngươi lại muốn tặng chúng ta tử khí? Diệp Huyên cười ha ha, trong khoảng thời gian ta tới đây rèn luyện đã quấy rầy đến hai ngươi nhiều, cứ coi như số tử khí này là quả bồi tội đi. Nghe vậy, yêu vương Cổ Nguyệt và yêu vương Mang Sơn đánh mắt ra hiệu với nhau, lúc này đây, bọn họ đột nhiên thấy thằng nhãi này thuận mắt hơn trước nhiều. Yêu vương Cổ Nguyệt và yêu vương Mang Sơn lặng lẽ thu số tử khí kia về, yêu vương Cổ Nguyệt ôm quyền, cười nói, gì mà quấy rầy hay không, Diệp thiếu gia tới rèn luyện tại dãy núi Đại Hoang chúng ta chính là vinh hạnh của dãy núi Đại Hoang rồi. Yêu vương Mang Sơn cũng vội vã gật đầu hưởng ứng, đúng đúng. Yêu vương Cổ Nguyệt lại nói, Diệp thiếu gia, vừa nãy ngươi nói muốn đi ra khỏi dãy núi Đại Hoang hả? Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Yêu vương Cổ Nguyệt vội nói, thế chẳng phải dễ lắm sao? Diệp thiếu gia này, chúng ta đưa ngươi ra ngoài. Diệp Huyên. Yêu vương Mang Sơn cũng vội vàng gật đầu phụ họa, đúng đúng. Nhưng Diệp Huyên lại lắc đầu, ta đã đồng ý với đại ca rằng sẽ dùng chính thực lực của mình để đi ra ngoài. Yêu vương Cổ Nguyệt cười nói, ta hiểu. Nhưng Diệp thiếu gia này, với thực lực hiện giờ của ngươi thì cả dãy đại hoang này căn bản chẳng có mấy yêu thú có thể đối đầu với ngươi. Hay là thế này, chúng ta hộ tống ngươi một đoạn đường, dẫn ngươi tới tìm những yêu thú cường đại hơn, như vậy ngươi sẽ không cần lãng phí thời gian nữa, ngươi thấy sao? Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó đáp, thế cũng được. Yêu vương Cổ Nguyệt vội vàng nói, để ta dẫn đường cho ngươi nhé Diệp thiếu gia. Nói rồi, gã bước nhanh đi tới phía trước Diệp Huyên, song dường như nghĩ tới điều gì mà gã lại hỏi, nhưng sao có thể để Diệp thiếu gia đi bộ được đây? Yêu vương Mang Sơn ở một bên đột nhiên huýt một tiếng sáo, chốc lát sau, một con sói lớn đột nhiên nhảy ra từ giữa rừng núi, con sói lớn kia lao thẳng tới trước mặt Diệp Huyên, sau đó chậm rãi khuỵu xuống. Yêu vương Mang Sơn ra dấu tay mời, Diệp thiếu gia, mời ngồi. Diệp Huyên liếc nhìn con sói lớn kia, mỉm cười, quen biết tức là có duyên, tặng ngươi một chút tạo hóa. Nói rồi, hắn đặt tay lên trên thân thể con sói, ngay sau đó, từng đạo tử khí liền tuôn ra từ trong lòng bàn tay hắn rồi tiến vào bên trong thân thể con sói kia. Con sói nhất thời cảm thấy như được tiêm thuốc, cả thân hình bắt đầu rung động mạnh. Nhìn thấy cảnh tượng này, yêu vương Mang Sơn và yêu vương Cổ Nguyệt liếc nhau. Bên trong yêu nhãn của bọn họ thoáng vẻ chấn động. Bởi vì bọn họ nhận ra huyết mạch của con sói lớn lại đột nhiên phát sinh thay đổi. Quá khủng bố. Diệp Huyên nhìn hai yêu vương, có vẻ nó sắp đột phá rồi. Hay là chúng ta vẫn nên đi bộ thôi. Yêu vương Mang Sơn đang muốn cất lời thì đúng lúc này, yêu vương Mang Sơn đột nhiên nói trước, vậy sao được? Tuyệt đối không được, nếu Diệp thiếu gia không chê thì hãy ngồi lên người ta đi. Ta có thể chở ngươi. Dứt lời, ông ta liền biến về bản thể. Bản thể của yêu vương Mang Sơn là một con sói, thế nhưng khác với con sói kia, toàn thân Mang Sơn tím đen, được phủ đầy vảy, về mặt khí thế thì nó đã bỏ xa con cự lang hồi nãy cả mấy trăm con phố. Lang vương. Là lang vương thực thụ. Nhìn thấy vậy, yêu vương Cổ Nguyệt có chút sững sờ. Hành động của cái tên yêu vương Mang Sơn này có phần nằm ngoài dự liệu của gã. Diệp Huyên cũng hơi ngẩn người, hắn không ngờ yêu vương Mang Sơn lại bằng lòng trở thành tọa kỵ của mình. Đấy chính là yêu vương đó. Diệp Huyên hơi do dự một lát mới nói, yêu vương Mang Sơn, như vậy không ổn lắm đâu. Yêu vương Mang Sơn liền vội vàng lắc đầu, chẳng có gì không ổn hết. Diệp thiếu gia, người mau lên đi. Chúng ta dẫn người đi tìm Thiên Yêu Vương đứng đầu. Diệp Huyên cũng không từ chối nữa, lập tức ngồi lên lưng Yêu Vương Mang Sơn, sau đó hỏi, Yêu Vương Mang Sơn, Thiên Yêu Vương kia là Yêu Vương mạnh nhất dãy núi Đại Hoang hả? Yêu Vương Mang Sơn đáp, là kẻ mạnh nhất trong số các Yêu Vương, nhưng không phải mạnh nhất dãy núi Đại Hoang. Mạnh nhất dãy núi Đại Hoang là hung thú kia. Diệp Huyên cảm thấy khó hiểu, hung thú.
Yêu vương Mang Sơn gật đầu, hung thú đó vốn dĩ không phải yêu thú sinh ra tại dãy núi đại hoang chúng ta mà tới từ bên ngoài. Hiện giờ nó đang sống trong một khu núi sâu nhất đại hoang, rất ít khi ra mặt, ngay cả chúng ta cũng không dám tới trêu chọc nó. Diệp Huyên hỏi, nó mạnh lắm sao? Yêu vương Mang Sơn trầm giọng, cực kỳ mạnh. Cực kỳ mạnh. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về dãy núi xa xa, không biết đang suy nghĩ điều gì. Giữa núi rừng, yêu vương Mang Sơn cứ thế phi nước đại, tốc độ của nó có thể sánh ngang với sấm chớp gió cuốn. Đúng lúc này, yêu vương Mang Sơn liền vào trong một vùng núi khác, vừa mới tiến vào, bốn phía liền có thần thức của yêu thú cường đại quét tới. Trong mắt yêu vương Mang Sơn lóe lên tia hung ác, Diệp thiếu gia đang rèn luyện, yêu thú nhỏ bé nhanh chóng rút lui. Giọng vang dội như sấm làm chấn động cả dãy núi. Diệp Huyên. Sau tiếng gầm giận dữ của yêu vương Mang Sơn, đám yêu thú thực lực yếu ở xung quanh nhất thời nhao nhao lùi hết ra xa. Đây chính là yêu vương Mang Sơn, đám yêu thú bình thường nào dám đối nghịch. Huống chi, bên cạnh yêu vương Mang Sơn còn có cả yêu vương Cổ Nguyệt. Hai vị yêu vương hộ giá đó. Yêu vương Mang Sơn dẫn theo Diệp Huyên hóa thành một luồng hắc quang biến mất ở phía xa, yêu vương Cổ Nguyệt theo sát phía sau. Trong tháp giới ngục, tầng thứ 9, cánh cửa tai ách ngồi bệt dưới đất, khóe miệng cong lên thành nụ cười châm chọc, thế này mà kêu là tới rèn luyện. Có mà giả ngầu thì có. Giữa sơn mạch, yêu vương Mang Sơn và yêu vương Cổ Nguyệt cứ thế phi nước đại, những nơi chúng đặt chân tới không một loài thú nào dám bén mảng. Chừng nửa canh giờ sau, yêu vương Mang Sơn đột nhiên ngừng lại, trước mặt bọn họ không xa chính là một dãy núi kéo dài rằng rặc không ngừng. Yêu vương Mang Sơn trầm giọng, Diệp thiếu gia, đây chính là dãy núi Thiên Yêu Vương sinh sống. Thiên Yêu Vương. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về phía dãy núi kia, hắn có thể cảm nhận được si trong dãy núi Thiên Yêu đó có một luồng khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Thiên Yêu Vương. Diệp Huyên mỉm cười, hắn xuống khỏi lưng sói, sau đó đi về phía dãy núi Thiên Yêu. Lúc này, yêu vương Cổ Nguyệt ở một bên đột nhiên cất lời, Diệp thiếu gia, cẩn thận nhé. Diệp Huyên gật đầu, một luồng áp lực vô hình đột nhiên tỏa ra từ bên trong dãy núi Thiên Yêu kia, thế tới mạnh mẽ. Diệp Huyên dừng bước, luồng uy áp đó càng lúc càng mạnh, sau đó, một giọng nói vang lên từ bên trong dãy núi Thiên Yêu, con người. Diệp Huyên gật đầu. Giọng nói kia tiếp tục, tới đây làm gì? Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về phía dãy núi Thiên Yêu, cầu được chết. Yêu vương Cổ Nguyệt, yêu vương Mang Sơn, quỳ cầu chết. Yêu vương Cổ Nguyệt và yêu vương Mang Sơn ở bên cạnh có phần lúng túng. Diệp thiếu này cái gì cũng tốt, chỉ là quá thích tạo nét lấy le. Diệp Huyên vừa dứt lời, một người đàn ông trung niên đã xuất hiện trước mặt hắn. Người đàn ông trung niên trông khoảng hơn 30 tuổi, vóc người cao lớn, mặc trường bào da thú, đứng đó như một ngọn núi sừng sững. Toát ra luồng áp lực vô hình. Thiên Yêu Vương. Đứng đầu 10 đại yêu vương của dãy núi Đại Hoang. Thiên Yêu Vương nhìn Diệp Huyên, người đến xin được chết sao? Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Thiên Yêu Vương quan sát Diệp Huyên, ách thể. Hơn nữa, trong cơ thể còn có hai loại huyết mạch chi lực bị áp chế. Diệp Huyên có chút kinh ngạc trong lòng, không hổ là người đứng đầu yêu vương, không đơn giản nha. Thiên Yêu Vương đột nhiên nhìn về phía Cổ Nguyệt và Mang Sơn, chuyện càng khiến ta hiếu kỳ hơn là hai người này chịu qua lại với một tên loài người như ngươi. Yêu Vương Mang Sơn nói, ở tinh vực Minh Hà, người và yêu đều là một nhà. Cổ Nguyệt. Diệp Huyên. Thiên Yêu Vương nhìn Yêu Vương Mang Sơn, giơ ngón tay cái, người lợi hại đấy. Yêu Vương Mang Sơn không nói thêm, ông ta biết Thiên Yêu Vương này không coi trọng mình. Nhưng ông ta cũng không quan tâm. Nếu nịnh nọt có thể đạt được nhiều tử khí như vậy thì ông ta cũng nguyện ý trở thành một tên nịnh hót. Tử khí. Những tử khí kia đủ để thay đổi vận mệnh của ông ta và Cổ Nguyệt. Bởi vì tử khí kia có thể khiến bọn họ đột phá khỏi gông xiềng huyết mạch của mình, giúp bọn họ vượt qua tiên tổ, đạt đến một độ cao mới. Kỳ ngộ như vậy, 10 vạn năm cũng khó kiếm. Lại nói. Nịnh nọt thì rất mất mặt sao? Theo ông ta thấy thì không mất mặt,
một vài yêu tinh muốn nịnh nọt Diệp Thiếu mà chẳng có cơ hội kia. Lúc này, thiên yêu vương kia nhìn Diệp Huyên, người muốn thách đấu ta. Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Thiên yêu vương gật đầu, vậy ta thành toàn cho ngươi. Vừa dứt lời, đột nhiên gã đánh mạnh một quyền. Đơn thuần là sức mạnh thân xác. Một quyền vừa đánh, trời long đất lở. Đối mặt với một quyền kinh khủng như vậy, Diệp Huyên cũng không hề sợ sệt, hắn bước lên một bước, đâm ra một kiếm. Nhất kiếm sinh tử. Một kiếm đâm ra. Ầm. Sức mạnh một quyền kia của Thiên Yêu Vương lập tức bị chém vỡ, mà lúc này, Thiên Yêu Vương lại đánh ra một quyền. Bùm. Một người đối mặt yêu, một vùng kiếm quang mạnh mẽ bùng nổ, sau đó, Diệp Huyên liên tục lùi cả trăm trượng, mà Thiên Yêu Vương cũng lùi lại tương đương. Sau khi Thiên Yêu Vương dừng lại, gã nhìn tay phải của mình, trên nắm đấm tay phải có một vết chém hằn sâu. Thấy vậy, gã lập tức nhíu mày. Thân thể gã là vĩnh hằng cảnh đỉnh cao đấy. Trong cả dãy núi Đại Hoang, cấp bậc thân thể này cũng chỉ đứng sau mãnh thú kia. Nhưng bây giờ, thân thể gã lại bị một tên loài người cấp bậc thành đạo cảnh phá vỡ. Thiên Yêu Vương nhìn Diệp Huyên phía xa, một kiếm này của ngươi không hề tệ chút nào. Diệp Huyên cười nói, một quyền của ngươi cũng không tệ, đến đi. Vừa dứt lời, đột nhiên hắn đã biến mất tại chỗ. Bù! Trong sân, một luồng kiếm quang xé rách xuyên qua. Ở phía xa, Thiên Yêu Vương khẽ nheo hai mắt, hai chân gã đột nhiên tách ra, tạo thành tư thế như đứng tấn, hai tay đan nhau đẩy về phía trước, bất động như núi. Vừa nói xong, mặt đất dưới chân gã đột nhiên dao động. Một luồng sức mạnh thần bí từ trong mặt đất ngưng tụ quanh người gã như thủy triều trào dâng. Giờ phút này, gã và mặt đất như hợp thành một. Lúc này, kiếm của Diệp Huyên đã đến gần, kiếm này trực tiếp chém vào hai cánh tay Thiên Yêu Vương. Ầm. Thiên Yêu Vương không động đậy gì, vững chắc như một tảng đá, nhưng cả mặt đất thì lập tức bị lõm xuống, núi non rung chuyển. Thiên Yêu Vương đột nhiên quát lớn, phá quân. Nói xong, chân phải gã đạp mạnh xuống đất, mượn sức đại địa chi lực, tay phải đánh mạnh một quyền. Một quyền này, phá tan cả bầu trời. Nhìn thấy một quyền này, con người Diệp Huyên co lại, dùng kiếm chặn ngang. Ầm. Một quyền đánh vào thân, cả người Diệp Huyên lập tức bay ngược ra sau, vừa bay đã bay đến mấy vạn trượng. Sau khi dừng lại, khóe miệng Diệp Huyên chảy cả máu tươi. Càng kinh khủng hơn là, sau lưng hắn, không gian cả vạn trượng trực tiếp biến thành một vùng tối đen. Kiếm của hắn tuy đỡ được một quyền này, nhưng không gian sau lưng hắn lại không thể chống đỡ nổi. Thấy thế, vẻ mặt yêu vương Cổ Nguyệt và yêu vương Mang Sơn ở phía xa lập tức trở nên nghiêm trọng. Thật ra, thực lực Thiên Yêu Vương rốt cuộc mạnh đến đâu, đến bọn họ cũng không biết, bởi vì bọn họ cũng chưa từng đánh với Thiên Yêu Vương. Nhưng bọn họ biết yêu vương Hách Liên đứng thứ hai mạnh thế nào, mà năm đó yêu vương Hách Liên cũng không đánh bại được Thiên Yêu Vương. Bây giờ nhìn thấy Thiên Yêu Vương ra tay, bọn họ mới phát hiện, thực lực Thiên Yêu Vương này còn đáng sợ hơn bọn họ tưởng nhiều. Ở phía xa, Thiên Yêu Vương bỗng nói, thế đến. Vừa dứt lời, gã đã đi về phía Diệp Huyên. Một bước đi lại ra một thế. Lúc này, Thiên Yêu Vương mượn sức đại địa chi thế, cả mặt đất hợp thể với gã chính là mặt đất. Đại địa chi thế. Đại địa chi lực. Ở phía xa, Diệp Huyên chậm rãi nhắm hai mắt, tay phải hắn cầm kiếm nghiêng về mặt đất. Đại địa chi lực này, quen thuộc đến nhường nào? Chỉ cần bây giờ hắn sử dụng đại chi lực thì đại địa chi lực này trong chớp mắt sẽ bị hắn hóa giải. Nhưng hắn không hề làm vậy. Ngay lúc này, Thiên Yêu Vương kia lại bước ra một bước, đến đây. Ầm. Toàn bộ sông núi dãy núi Đại Hoang đột nhiên dao động kịch liệt, tiếp đó, luồng sức mạnh mang khí thế trước mặt Diệp Huyên kia lập tức bùng nổ. Sơn xuyên hà lưu chi thế. Ầm ầm. Khu vực chỗ của Diệp Huyên lập tức vặn vẹo bóp méo. Mà trong khu vực ấy lúc này, Diệp Huyên cảm thấy như vô số ngọn núi lớn đang đè lên người hắn, không thể thở nổi. Ánh mắt Diệp Huyên lóe lên dữ tợn, hắn không lùi mà lại tiến lên, thi triển kiếm vực. Uỳnh!
khoảnh khắc kiếm vực vừa xuất hiện, cảm giác nghẹt thở lập tức giảm đi nhiều, thế nhưng sắc mặt hắn thoáng chốc lại trắng nhợt. Thế kia quá mạnh. Cho dù là kiếm vực cũng khó phần mà chống đỡ nổi. Mà lúc này, Thiên Yêu Vương lại bước ra một bước, hai tay gã siết chặt, giống gào thiên địa đại thế. Ầm. Lúc này, cả đất trời đều run rẩy, trời đất bỗng chốc xuất hiện từng luồng thế thần bí, những thế này tựa như thác lũ chạy về ngưng tụ hướng của Diệp Huyên phía xa. Thiên địa chi thế. Ầm ầm. Diệp Huyên lập tức lùi ra xa mấy vạn trượng, hắn vừa dừng lại thì trong miệng đã liên tục phun ra máu, mà kiếm vô thượng trong tay hắn cũng đã xuất hiện vết rạn nứt. Thấy vậy, sắc mặt Yêu Vương Cổ Nguyệt và Yêu Vương Mang Sơn ở phía xa thoáng chốc trở nên nghiêm trọng. Thực lực của Thiên Yêu Vương này thực kinh khủng. Diệp thiếu này có thể ngăn chặn được không? Những thế này vẫn chưa vội truy kích, mà giống như thủy triều dâng trào về phía Thiên Yêu Vương. Thiên Yêu Vương chậm chậm nhắm hai mắt lại, tay phải gã dần siết chặt, cuối cùng những thế kia đều mạnh liệt dồn vào trong tay phải. Thiên Yêu Vương nhìn Diệp Huyên phía xa, vẻ mặt hung tợn, ngươi không phải cầu chết sao? Nào, ta thành toàn cho ngươi. Vừa dứt lời, gã bước lên trước một bước, sau đó đánh ra một quyền, thế không thể cản. Một quyền đánh ra. Một quyền ấn bay thẳng đến Diệp Huyên. Ngay sau khi quyền ấn này xuất hiện, hàng loạt dãy núi lớn của cả dãy núi Đại Hoang sụp đổ từng tấc một, không chỉ cả dãy núi Đại Hoang, mà cả đất trời cũng đang sụp đổ từng gang tấc lúc này. Một quyền này khiến khắp nơi tiêu tan, non nước sụp đổ. Ở phía xa, Diệp Huyên nhìn chằm chằm quyền ấn kia, một quyền này hội tự đại địa chi thế, sơn xuyên hà lưu chi thế, còn có thiên địa chi thế, cộng thêm sức mạnh thân xác của bản thân Thiên Yêu Vương, có thể nói, một quyền này có thể hủy diệt cả một vùng thế giới. Diệp Huyên chậm rãi nhắm hai mắt lại. Khoảnh khắc sinh tử này, đầu óc hắn lại vô cùng sáng suốt. Thế. Đột nhiên Diệp Huyên mở bừng hai mắt, hắn chợt phát hiện một vấn đề, chính là Thiên Yêu Vương này đang mượn thế. Mượn đại địa chi thế, mượn sơn xuyên hà lưu chi thế, mượn thiên địa chi thế. Nếu Thiên Yêu Vương có thể mượn thế, vậy bản thân mình sao lại không thể? Nghĩ đến đây, hắn đã muốn mượn thế, nhưng nghĩ lại, mượn sức của thế, là thế của bản thân sao? Diệp Huyên bỗng cười lớn, ta có kiếm. Hà tất còn mượn thế. Vừa dứt lời, một kiếm hắn đã đâm ra. Nhất kiếm sinh tử. Nhưng, không giống với nhất kiếm sinh tử trước đó, một kiếm này hắn lại càng thêm tự tin, lại thêm cả tử tốn. Tự tin với kiếm. Tử tốn với sống chết. Kiếm tu, có kiếm là có thể. Ngay sau khi Diệp Huyên đâm ra một kiếm này. Trước mặt Diệp Huyên. Quyền ấn kia đột nhiên bị một kiếm này của Diệp Huyên cưỡng ép dừng lại, tiếp đó, quyền ấn kia đột nhiên bắt đầu nứt ra từng tấc, sau đó hóa thành hư vô. Còn thế thì biến mất giữa đất trời như làn khói nhẹ. Thấy vậy, vẻ mặt Thiên Yêu Vương ở phía xa vô cùng khó tin, sao có thể? Yêu Vương Mang Sơn và Yêu Vương Cổ Nguyệt ở bên kia cũng rất khó tin nổi. Diệp Huyên lại dễ dàng phá vỡ một quyền này như vậy. Đó là một quyền mà Thiên Yêu Vương dùng hết toàn bộ sức lực đấy. Trong tháp giới ngục, sắc mặt cánh cửa tai ách rất u ám. Thật ra, chỉ có nàng ta mới hiểu chuyện này ra sao. Nhất kiếm sinh tử trước đó của Diệp Huyên không thể xem như là phàm kiếm chân chính, mà nhiều lắm chỉ là bán bộ nhập phàm, cách nhập phàm chân chính còn một chút ý cảnh nữa. Nói đơn giản, thì lúc đó Diệp Huyên chưa đủ tự tin. Không đủ tự tin với nhất kiếm sinh tử của mình, lúc đó, lòng tin kiếm đạo và tự tin kiếm đạo của hắn không phải rất kiên định. Nhưng lúc này, hắn đã hoàn toàn tin vào nhất kiếm sinh tử của bản thân mình. Đây là thay đổi về chất. Tự tin quan trọng không? Rất quan trọng. Nhiều lúc, tự tin sẽ ảnh hưởng đến cả đời của một người. Có thể nói. Nhất kiếm sinh tử của Diệp Huyên hiện tại đã được xem như là nhập phàm chân chính rồi. Thật ra, chỉ có nàng ta biết được, nếu vừa nãy Diệp Huyên tự tin thêm chút, không dùng nhất kiếm sinh tử, mà dùng một kiếm tùy ý, thì ít nhất Diệp Huyên cũng có được 9 phần cơ hội trực tiếp nhập phàm. Không phải là một kiếm nhập phàm, mà là cả người đều nhập phàm.
Nếu Diệp Huyên cả người nhập phàm, thì thực lực của hắn sẽ có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Phàm là thế nào? Trong thần đình vũ trụ, phàm nghĩa là thật. Phàm kiếm chính là kiếm chân chính, mỗi một kiếm đều là sát thương chân thật, theo đúng ý nghĩa thật sự là bỏ qua tu vi, bỏ qua phòng ngự, bỏ qua cảnh giới, bỏ qua thần thông, bỏ qua pháp tắc, bỏ qua quy tắc, bỏ qua trật tự, đối mặt với cao thủ ở bất kỳ cảnh giới nào cũng đều có sức chiến đấu. Đây chính là phàm cảnh. Nếu Diệp Huyên thật sự đạt đến trình độ đó, thì sẽ khiến nàng ta có chút mệt mỏi rồi, nhưng mà cũng may, Diệp Huyên cũng không thật sự nhập phàm, mà chỉ là một kiếm nhập phàm, khác biệt này rất lớn. Cánh cửa tai ách chậm rãi nhắm hai mắt. Nàng ta phát hiện, cái tên mặt dày này trưởng thành có chút quá nhanh rồi. Đây chẳng phải là chuyện gì tốt cả. Bên ngoài tháp giới ngục, Diệp Huyên thu kiếm lại. Hắn ngẩng đầu lên trời, hai mắt chậm rãi nhắm lại, muốn bị đánh chết quá đi à. Thiên yêu vương. Yêu vương Mang Sơn. Yêu vương Cổ Nguyệt. Sắc mặt yêu vương Cổ Nguyệt và yêu vương Mang Sơn bên cạnh có chút kỳ lạ. Diệp thiếu này mà ra vẻ thì thật sự khiến người ta cạn lời. Thiên yêu vương nhìn Diệp Huyên, con người, ta thừa nhận, thực lực ngươi quả thực rất mạnh, chỉ là... Ngươi không cảm thấy bản thân mình có chút ngông cuồng sao? Diệp Huyên nhìn Thiên Yêu Vương, cười nói, còn đánh nữa không? Thiên Yêu Vương lắc đầu. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, theo ta biết, yêu tộc các ngươi sau khi hồi phục bản thể, thực lực sẽ mạnh hơn, ngươi có thể hồi phục bản thể. Thiên Yêu Vương vẫn lắc đầu, ta đánh với ngươi, bản thân đã là ỷ lớn hiếp nhỏ rồi, dù sao, cảnh giới ta cũng cao hơn ngươi quá nhiều. Nếu còn hồi phục bản thể, xem như đánh thắng, thì có ý nghĩa gì nữa? Diệp Huyên đang định nói thì Thiên Yêu Vương lại nói tiếp, ta đánh với ngươi thành ra như vậy, nghiêm túc mà nói, ta đã xem như thua rồi. Hơn nữa, cho dù ta hồi phục bản thể, thì với một kiếm vừa nãy của ngươi, ta cũng không thể làm gì được ngươi, cho nên, không đánh nữa. Lúc này trong lòng gã vô cùng phức tạp. Tên loài người trước mặt này cũng chỉ là thành đạo cảnh thôi. So với tên loài người này gã cao hơn cả vài cảnh giới, hơn nữa, gã còn có thân xác vĩnh hằng cảnh, nhưng lại đánh thành ra như vậy, không thể không nói, hắn cảm thấy bản thân có chút thất bại. Nếu còn hồi phục thân thể mà đánh, bản thân hắn cũng không thể nhìn nổi mình nữa. Nhìn thấy Thiên Yêu Vương không muốn đánh nữa, Diệp Hằng cũng không cưỡng cầu thêm, hắn ôm quyền, Thiên Yêu Vương, làm phiền rồi. Nói rồi, hắn mở lòng bàn tay. Một luồng tử khí bay tới trước mặt Thiên Yêu Vương. Khi nhìn thấy luồng tử khí này, ánh mắt Thiên Yêu Vương có chút kinh ngạc đây. Diệp Huyên cười nói, Thiên Yêu Vương, chút tâm ý nhỏ nhoi, vui lòng nhận cho. Thiên Yêu Vương sâu xa nhìn Diệp Huyên, loài người, cái này của ngươi quá chân quý. Diệp Huyên cười nói, chính vì chân quý, nên mới tặng cho Yêu Vương, khí này hẳn sẽ giúp ích cho Yêu Vương. Nếu yêu vương không chê thì nhận lấy đi. Thiên yêu vương trầm mặc một lúc, rồi nói, tiểu hữu, nói thẳng ra thì ta không thể từ chối tử khí này được. Nhưng cứ lấy không tử khí của ngươi như vậy, ta làm không được. Rõ ràng là muốn Diệp Huyên nói ra yêu cầu. Diệp Huyên nhìn thiên yêu vương này rất có nguyên tắc. Sau một lúc cân nhắc, Diệp Huyên nói, thiên yêu vương, ngươi xem thế này được không? Khí này xem như để kết thiện duyên. Đương nhiên Thiên Yêu Vương hiểu ý của Diệp Huyên, đây là để gã nợ một phần ân tình. Thiên Yêu Vương trầm mặc một lúc, rồi nói, có thể. Nói rồi gã nhận lấy tử khí, sau đó lại nói, nếu sau này tiểu hữu có gì cần ta giúp, cứ phái người đến nơi này báo một tiếng, Thiên Yêu Vương ta nhất định không chối từ. Diệp Huyên cười nói, được. Như nghĩ đến gì đó. Hắn lại hỏi, Thiên Yêu Vương, mãnh thú kia ở nơi nào? Mãnh thú? Nghe thấy lời này của Diệp Huyên, sắc mặt ba vị yêu vương đều thay đổi. Thiên Yêu Vương trầm giọng nói, tiểu hữu, bây giờ ngươi không nên đi tìm nó. Diệp Huyên có phần khó hiểu, tại sao? Thiên Yêu Vương nhìn Diệp Huyên, nếu hiện tại ngươi đi tìm nó, thì đó không phải là rèn luyện kinh nghiệm mà là đi tìm chết. Diệp Huyên trầm giọng nói, rất mạnh sao? Thiên Yêu Vương gật đầu, rất mạnh, ta và tiểu hữu từng giao đấu,
nên đối với thực lực của ngươi căn bản cũng hiểu. Với thực lực hiện tại của ngươi, thực sự không nên kiếm chuyện với nó. Hơn nữa, theo ta biết, hiện tại hình như nó đang bế quan tu luyện, lúc này cũng không thích hợp bị người khác làm phiền. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, ra là như vậy. Nói rồi, hắn nhìn yêu vương Mang Sơn và yêu vương Cổ Nguyệt, hai vị yêu vương, cảm tạ lúc trước đã đưa tiễn, chúng ta có duyên gặp lại. Yêu vương Cổ Nguyệt ôm quyền, nói, Diệp Thiếu, sau này có rảnh, mời đến núi Đại Hoang chơi. Yêu vương Mang Sơn cũng ôm quyền, Diệp Thiếu, bảo trọng. Diệp Huyên cười nói, ba vị yêu vương, bảo trọng. Nói xong, hắn quay người rời đi. Sở dĩ hắn kết thiện duyên với ba vị yêu vương là vì hai nguyên do, thứ nhất, Diệp Huyên hắn là đến rèn luyện, không phải đến để kết thù. Thêm một người bạn chắc chắn tốt hơn thêm một kẻ thù. Lại nói, hắn cảm thấy, sau này rất nhiều cao thủ vũ trụ ngũ duy có thể sẽ đến nơi này, bây giờ hắn kết thiện duyên ở đây cũng đồng nghĩa như trải đường cho cao thủ vũ trụ ngũ duy. Ngay lúc này, một tiếng giống giận đột nhiên vang lên sau lưng hắn, vạn thú tránh ra. Là giọng nói của Thiên Yêu Vương. Ngay sau khi giọng nói Thiên Yêu Vương vang lên, trong dãy núi vô tận trước mặt Diệp Huyên, hàng loạt yêu thú đều tránh lùi như chim sợ cành cong. Diệp Huyên quay đầu nhìn vị trí của Thiên Yêu Vương đang đứng, cười nói, đa tạ. Nói rồi, hắn bước chân nhanh hơn. Hắn muốn đi gặp kiếm tu. Đối với hắn mà nói, hiện tại cả dãy núi Đại Hoang ngoại trừ mãnh thú kia, thì không còn yêu thú nào là đối thủ của hắn nữa rồi. Nhưng hắn không định đi tìm mãnh thú kia, cũng không phải sợ chết, mà là người ta đang bế quan tu luyện, lúc này đi làm phiền thì có chút thiếu đạo đức. Thiên Yêu Vương nhìn bóng lưng Diệp Huyên biến mất phía xa, nhẹ giọng nói, hai vị yêu vương, các ngươi có biết lai lịch vị tiểu hữu này không? Yêu vương Cổ Nguyệt lắc đầu, cụ thể thì không biết, chỉ biết hắn tên Diệp Huyên, hình như là đến từ vũ trụ ngũ duy. Vũ trụ ngũ duy. Thiên Yêu Vương nói như vậy, hắn không phải từ tinh vực Minh Hà chúng ta. Yêu vương Cổ Nguyệt gật đầu, đúng vậy. Thiên Yêu Vương khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói, có khả năng là đại lão nào đó đưa vãn bối đến rèn luyện rồi. Yêu vương Cổ Nguyệt cười khổ, còn không phải sao. Gã không hề quên, sau lưng vị Diệp Thiếu này còn có một kiếm tu, yêu dương Hách Liên cũng đã chết trong tay vị kiếm tu kia. Thiên Yêu Vương đột nhiên nói, mặc kệ thế nào, thì đây cũng là thiện duyên. Yêu vương Cổ Nguyệt cũng vội gật đầu, lúc này gã cảm thấy có chút may mắn lúc trước không bốc đồng sống chết với Diệp Huyên. Nếu như vậy thì hiện tại e là gã đã chết rồi. Càng đừng nói đến tử khí này. Nhất là yêu vương Mang Sơn, lúc trước ông ta là bốc đồng nhất, nếu không phải yêu vương Cổ Nguyệt ngăn lại thì ông ta đã có trận huyết chiến với Diệp Huyên rồi. Nghĩ đến đây, yêu vương Mang Sơn lắc đầu, xem ra tính khí này của bản thân phải đổi thôi. Sau này phải khiêm tốn chút. Nhã nhặn chút. Nơi cuối dãy đại hoang, Diệp Huyên đã ngự kiếm đi, hắn lúc này tâm tình cũng không tệ. Chuyến này đến dãy núi đại hoang, thu hoạch được rất nhiều. Đặc biệt là lĩnh ngộ được nhất kiếm sinh tử. Hắn lúc này, dù không dùng bất kỳ một vật ngoài thân nào cũng có thể dễ dàng giết chết cao thủ vĩnh hằng cảnh. Có thể nói, so với hắn lúc vừa mới đến tinh vực Minh Hà, thì trình độ kiếm đạo của hắn hiện tại đã có sự thay đổi kinh trời. Ngay lúc này, bỗng xảy ra chuyện kỳ lạ, Diệp Huyên đột nhiên rút kiếm ra chém. Một kiếm vừa chém xuống, không gian trước mặt hắn lập tức vỡ vụn. Quỳnh. Một luồng kiếm quang tan biến, Diệp Huyên liên tục lùi ra xa cả nghìn trượng. Diệp Huyên vừa dừng lại, một tàn ảnh đột nhiên lướt đến trước mặt hắn, con người Diệp Huyên co lại, đang định đánh kiếm thì hắn lại kinh hãi phát hiện, kiếm vô thượng trong tay hắn đã nứt. Kiếm vỡ rồi. Diệp Huyên hoảng hốt trong lòng, hắn lập tức lấy ra kiếm Thiên Chu, đâm ra một cú. Nhất kiếm sinh tử có thêm kiếm vực. Kiếm Diệp Huyên vừa đâm ra, một nắm quyền đã trực tiếp đánh vào mũi kiếm kiếm Thiên Chu. Cả người Diệp Huyên lập tức bay ngược ra sau, vừa bay đã bay ra cả mấy vạn trượng. Hắn vừa mới dừng lại, một tàn ảnh đã đến trước mặt hắn, sau đó,
một nắm quyền bay thẳng đến đầu hắn. Một quyền này khiến không gian vị trí của Diệp Huyên lập tức chôn vùi. Mà thân thể Diệp Huyên lúc này cũng nứt nẻ từng tấc một. Ngay khoảnh khắc sinh tử, Diệp Huyên đột nhiên giống gào, chém. Hắn lại chém ra một kiếm. Nhất kiếm sinh tử. Không chỉ vậy, hắn còn dùng cả kiếm vực. Một đòn mạnh nhất. Một vùng kiếm quang rơi xuống. Ầm ầm. Trước mặt Diệp Huyên, vùng kiếm quang kia vừa rơi xuống, lập tức bị chôn vùi, mà hắn lại bị bay lùi ra vạn trượng. Nhưng lúc này, hắn đã nhìn thấy người ra tay. Là một người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên mặc chiếc áo kiểu cổ xưa, vóc người vô cùng lực lưỡng, gấp đôi người bình thường, quanh người tên này tỏa ra một luồng hơi thở vô cùng hung tàn. Diệp Huyên lau vết máu khóe miệng, hắn nhìn người đàn ông trung niên, người chính là mãnh thú kia. Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Huyên, nhất kiếm nhập phàm, có thể dùng thành đạo cảnh đỡ lấy ba quyền của ta. Trong những người cùng thế hệ, ngươi hẳn là kẻ vô địch. Đáng tiếc, ngươi chỉ là một kiếm nhập phàm, nếu thật sự vào phàm kiếm hoàn toàn, e là ta cũng không thể làm gì được ngươi. Diệp Huyên trầm giọng nói, ngươi là vì tử khí kia. Vẻ mặt người đàn ông trung niên vô cảm, tự bản thân ngươi giao ra, hay là ta đánh chết ngươi, rồi tự ta lấy. Diệp Huyên nhếch miệng cười, cầu đánh chết. Người đàn ông trung niên gật đầu, có khí phách. Ta thích kẻ cứng rắn như ngươi. Lát nữa ta sẽ đánh vỡ hết toàn bộ xương cốt ngươi, sau đó tiêu diệt linh hồn ngươi từng chút một, hy vọng đến lúc đó ngươi còn có thể gan dạ được như vậy. Vừa dứt lời, tên này đột nhiên đánh ra một quyền. Một quyền vừa đánh ra, Diệp Huyên lập tức bị bao phủ bởi quyền thế mạnh mẽ, bị quyền thế này bao phủ, hắn cảm thấy nhịp tim của mình như dừng lại. Trong mắt hắn, hắn nhìn thấy thế giới đang bị chôn vùi từng chút một. Quyền thế ép người. Mạnh hơn thế của Thiên Yêu Vương gấp 10 lần. Thế của Thiên Yêu Vương trước đó là mượn thế, mà thế của mãnh thú này không phải mượn thế, đây là thế của bản thân gã. Đây thật sự là thế không thể đỡ được. Diệp Huyên chậm rãi nhắm hai mắt lại, lúc này, hắn đã không thể nào thở nổi. Hắn nắm chặt kiếm trong tay. Trong đầu hắn là một khoảng trống rỗng. Trong tháp giới ngục. Cách cửa tai ách nhìn chằm chằm bên ngoài, với thực lực hiện tại của Diệp Huyên, chắc chắn không thể đỡ được một quyền này. Thực lực của mãnh thú này không phải thứ mà Diệp Huyên hiện tại có thể đỡ được, đây không phải là ỷ lớn hiếp nhỏ, mà là chèn ép, thực sự là chèn ép. Mãnh thú này, ít nhất cũng đã sống 10 vạn năm, cho dù là cảnh giới hay là thân xác, cũng vượt xa Diệp Huyên quá quá nhiều. Nếu Diệp Huyên là phàm kiếm thật sự, có lẽ cùng đánh được. Đáng tiếc Diệp Huyên lại không phải. Như nghĩ đến gì đó, cánh cửa tai ách khẽ nhíu mày, nhiệt xúc này chắc sẽ không ép tên mặt dày này đến mức tiến vào phàm kiếm đấy chứ. Nàng ta vừa dứt lời thì bên ngoài, kiếm trong tay Diệp Huyên đột nhiên rung lên. Cảm nhận được cảnh này, vẻ mặt cánh cửa tai ách thoáng chốc thay đổi, tên mặt dày này thật sự sắp tiến vào phàm kiếm rồi. Không chút do dự, cánh cửa tai ách đột nhiên rời khỏi tháp giới ngục. Nàng ta lập tức chắn trước mặt Diệp Huyên, đánh ra một quyền. Ầm. Quyền này của mãnh thú bị một quyền của nàng ta đánh vỡ. Sau khi một quyền đánh vỡ quyền thế của mãnh thú, cánh cửa tai ách quay người đánh mạnh vào Diệp Huyên. Bùm. Diệp Huyên lập tức tỉnh táo lại từ trong trạng thái kỳ diệu kia, hắn có chút mơ màng nhìn cánh cửa tai ách, ngươi làm gì? Cánh cửa tai ách chớp mắt, sau đó nghiêm túc nói, đừng sợ. Ta bảo vệ ngươi. Thật ra, nàng ta rất muốn đập chết Diệp Huyên, nhưng, lại không dám. Nghe thấy lời của cánh cửa tai ách, Diệp Huyên ngơ ngác, đầu óc cô gái này có vấn đề gì sao? Cánh cửa tai ách quay người nhìn mãnh thú kia, vẻ mặt lạnh lẽo cực điểm, ta bình sinh hận nhất là ỷ lớn hiếp nhỏ, xúc sinh, trong vòng ba nhịp thở, nếu ngươi còn ở trước mắt ta sẽ xé xác ngươi ra. Diệp Huyên. Mãnh thú. Hận nhất là ỷ lớn hiếp nhỏ. Diệp Huyên đen mặt, bản thân cô gái này cũng ỷ lớn hiếp nhỏ mà còn nói người khác. Nhưng đầu óc cô gái này có bệnh hay sao? Lại đứng ra giúp mình. Chắc chắn không bình thường. Thật ra Diệp Huyên cũng không biết lúc nãy hắn đã suýt tiếp vào phàm kiếm thật.
Lúc đó, trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ. Chính là rút kiếm. Cho dù có chết thì cũng phải rút kiếm. Chỉ là hắn không ngờ, cánh cửa tai ách này đột nhiên lại xuất hiện. Mãnh thú kia đối mặt với cánh cửa tai ách nhìn nàng ta chằm chằm, ngươi là ai? Cánh cửa tai ách nheo hai mắt, tên ta há lại để xúc sinh như ngươi biết. Mãnh thú lắc đầu cười, thế gian này luôn có người tự cho rằng, tự cảm thấy bản thân mình rất lợi hại, nào ngờ, nàng ta lại giống như ếch ngồi đáy giếng mà thôi, căn bản không biết trời rộng lớn bao nhiêu. Nói rồi, tên này nhìn cánh cửa tai ách, tự đại chỉ là một hiện tượng, bản chất là vô tri. Không biết không đáng sợ là kẻ ngu xuẩn không biết mình vô tri. Diệp Huyên lập tức nhìn mãnh thú giơ ngón tay cái, nói rất hay, rất triết lý. Cánh cửa tai ách lạnh lùng liếc nhìn Diệp Huyên, sau đó nhìn mãnh thú kia, đến bây giờ cuối cùng ta cũng hiểu tên hèn hạ mặt dày này tại sao có thể sống thoải mái đến vậy rồi. Không có nó, kẻ thù cũng ngu xuẩn. Vừa dứt lời, đột nhiên nàng ta biến mất tại chỗ. Ở phía xa, mãnh thú kia co rụt con ngươi, chân tiến lên một bước, đánh ra một quyền. Ầm. Trên nắm tay mãnh thú, một tia huyết lôi đột nhiên nổ tung. Bùm. Toàn bộ tay phải mãnh thú lập tức bị nổ tung, đồng thời, hắn ta trực tiếp bị đẩy lùi cả vạn trượng, hắn ta vừa dừng lại, một luồng huyết lôi lại chém thẳng từ trên đỉnh đầu hắn ta. Thấy vậy, mãnh thú kia hoảng hốt trong lòng, chân phải đạp mạnh. Cả người lập tức trở nên mở đi. Quỳnh. Huyết lôi đó lập tức nổ tung, nhưng hàng vạn ngọn núi lớn bên dưới đã hóa thành tro vụn. Mãnh thú quay đầu nhìn, mãnh thú đã ở cách mấy trăm trượng. Lúc này, ánh mắt mãnh thú đầy vẻ khiếp sợ, rốt cuộc ngươi là ai? Mãnh thú phát hiện, thân xác mình yếu ớt như một tờ giấy khi đứng trước huyết lôi này. Cánh cửa tai ách đập một cái. Huyết lôi từ trong sân xuyên qua. Ở phía xa, sắc mặt mãnh thú kia thay đổi, hắn bỗng nhảy lên, tay trái đánh mạnh một quyền, hám thiên. Một quyền vừa đánh, quyền thế thoáng chốc đã càn quét cả đất trời. Một quyền này đánh thẳng vào huyết lôi kia, sức mạnh kinh khủng tựa như núi lửa bùng nổ tuôn trào từ trong nắm quyền của hắn ta. Ầm. Huyết lôi kia rung chuyển dữ dội, nhưng ngay sau đó, mãnh thú lập tức lùi ra đến vạn trượng, mà cả vạn trượng không gian trước mặt tên này và cánh cửa tai ách đã hoàn toàn bị chôn vùi, không chỉ vậy, cả cánh tay trái của mãnh thú cũng đã nổ tung. Hai cánh tay đều mất cả rồi. Vẻ mặt mãnh thú có phần hung tợn, tên này nhìn chằm chằm cánh cửa tai ách, rốt cuộc ngươi là ai? Cao thủ tinh vực Minh Hà này căn bản hắn ta đều biết, có thể nói. Ngoài Lý Truy Thanh thì tinh vực Minh Hà này căn bản không ai có thể đánh bại được hắn ta. Cánh cửa tai ách lạnh lùng nhìn mãnh thú, ngươi cũng xứng biết ta là ai. Nói rồi, nàng ta lại định đánh xúc sinh này tiếp nhưng mãnh thú kia lại quay đầu chạy, chớp mắt đã biến mất nơi chân trời. Cánh cửa tai ách đang muốn đuổi theo nhưng như nghĩ đến gì đó, nàng ta lại dừng lại. Bản thân mình sao lại phải đuổi theo? Ăn no rừng mỡ sao? Cánh cửa tai ách quay người nhìn Diệp Huyên trầm giọng nói, tại sao ngươi lại ra tay trợ giúp? Đến bây giờ hắn vẫn không nghĩ ra. Chắc chắn cô gái này sẽ không có lòng tốt như vậy. Cánh cửa tai ách thản nhiên nói, chẳng phải ta nói rồi sao? Ta hận nhất là kẻ ỷ lớn hiếp nhỏ. Diệp Huyên giống giận nói, nhảm nhí, ngươi còn hận kẻ ỷ lớn hiếp nhỏ, lúc trước khi ngươi đến đánh ta. Chẳng lẽ không phải là ỷ lớn hiếp nhỏ sao? Cánh cửa tai ách mặt không biểu cảm, ta hận kẻ khác ỷ lớn hiếp nhỏ, nhưng ta không hận bản thân mình ỷ lớn hiếp nhỏ, có vấn đề sao? Mẹ nó! Nghe thấy lời này, Diệp Huyên thiếu chút đã chạy đi. Mẹ nó, lời này là do người nói được sao? Cánh cửa tai ách vỗ tay, sau đó quay lại trong tháp giới ngục. Diệp Huyên im lặng một lúc rồi lại nói, tiểu ách, cô gái giáp trắng lúc trước cũng là người bảo vệ pháp tắc, giữa ngươi và nàng ta, ai lợi hại? Cánh cửa tai ách nói, đừng hỏi, hỏi thì ta chính là vô địch. Diệp Huyên. Trong tháp giới ngục, tiểu tháp lập tức lắc đầu, tiểu ách, ngươi ở với tiểu chủ lâu thì ngươi cũng học cách mặt dày thôi. Cánh cửa tai ách. Diệp Huyên không dây dưa chuyện vì sao cánh cửa tai ách ra tay nữa, hắn thu kiếm lại.
sau đó ngự kiếm đi về phía xa. Trên đường, sắc mặt Diệp Huyên có chút nặng nề. Đánh một trận với mãnh thú kia, hắn phát hiện, hắn vẫn còn thiếu rất nhiều. Chỉ nhất kiếm nhập phàm thôi chưa đủ, nhất định phải cả người đều nhập phàm. Không lâu sau, Diệp Huyên ra khỏi dãy núi Đại Hoang, vừa ra khỏi, thì hắn đã gặp được kiếm tu. Kiếm tu nhìn Diệp Huyên, khẽ cười, ra rồi sao? Diệp Huyên gật đầu, đại ca. Nói đến đây, đột nhiên hắn dừng lại. Đại ca. Đầu óc hắn có chút ngây dại. Lúc trước hắn vẫn luôn nói với cánh cửa tai ách kiếm tu là đại ca hắn, nhưng sự thật căn bản không phải vậy. Không ngờ đầu vừa nóng đã trực tiếp gọi đại ca rồi. Có chút lúng túng thật. Đại ca. Kiếm tu cười như không cười nhìn Diệp Huyên. Diệp Huyên cười nhạt, gọi tiền bối có hơi không quen, vì vậy trong lòng ta, tiền bối chính là đại ca ta, tiền bối không để ý chứ. Kiếm tu cười nói, nếu là người khác thì để ý chứ. Nhưng nếu là ngươi thì cũng không cần bận tâm nữa rồi. Dù sao, tên nhóc ngươi khá hợp ý ta, nhưng, vai vế thế này, thôi vậy. Ngươi và ta đều là kiếm tu, không cần để ý lễ nghĩa thế tục kia. Diệp Huyên cười nói, đại ca. Kiếm tu khẽ gật đầu, hắn quan sát Diệp Huyên, người có nhất kiếm nhập phàm rồi. Diệp Huyên gật đầu, giữa lúc sống chết ta đã lĩnh ngộ được kiếm đó, nhưng bản thân ta vẫn chưa nhập phàm. Kiếm tu khẽ cười nói, cũng không tệ rồi, người bây giờ chỉ cách nhập phàm nửa bước thôi. Diệp Huyên trầm giọng nói, phải làm sao mới có thể nhập phàm đây? Kiếm tu cười nói, nghĩ nhiều, ngộ nhiều, học nhiều, đánh nhiều. Diệp Huyên trầm mặc một lúc, sau đó gật đầu, đã hiểu. Kiếm tu lại nói, vốn muốn ở thêm với ngươi một thời gian, nhưng ta gặp phải một vài chuyện, vì vậy có thể phải đi trước một bước. Nghe thấy kiếm tu nói vậy, bên trong tháp giới ngục, cánh cửa tai ách kia bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt kinh ngạc, nhưng ngay sau đó vẻ kinh ngạc đã biến thành nghiêm trọng. Mặc dù hiện tại Diệp Huyên đã trở nên rất mạnh, nhưng vẫn không phải là đối thủ của nàng ta. Vì vậy, trước khi kiếm tu rời đi rất có khả năng sẽ giết nàng ta trước. Nghĩ đến đây, sắc mặt cánh cửa tai ách trở nên khó coi hơn. Bên ngoài tháp giới ngục, Diệp Huyên nghe thấy lời của kiếm tu thì chợt ngây người, sau đó nói, đại ca, ngươi muốn đi. Kiếm tu gật đầu, vũ trụ này quá yếu, ở lại nơi này thực sự rất buồn chán, ta muốn đi dạo muôn nơi, nếu có thể gặp được pháp tắc vũ trụ gì đó thì không gì tốt hơn rồi. Pháp tắc tai ách. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, đại ca, sau này chúng ta còn gặp lại nhau không? Kiếm tu cười nói, ta nghĩ hẳn là có. Diệp Huyên cười nói, vậy chúng ta sau này gặp lại. Kiếm tu gật đầu, hắn ta liền nhìn bụng Diệp Huyên, thực lực cô gái này, cho dù ngươi nhập phàm rồi thì e cũng khó mà ngăn cản được, có cần ta giúp ngươi giết nàng ta không? Bên trong tháp giới ngục. Cánh cửa tai ách dần dần siết chặt hai tay. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 135.